Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu Các bạn thân mến như đã hẹn thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 6 cũng là tập cuối ngay sau đây Hãy chia sẻ lại cảm nhận của bạn dưới phần bình luận cũng như là đừng quên đăng ký kênh, like, share video tiếp thêm động lực cho Mai cũng như tin truyện gửi tới các bạn rất nhiều câu chuyện hay khác nữa Còn bây giờ chúc các bạn có là giây phút vui vẻ với tập cuối ngay sau đây Những buổi tối muốn ghé qua bệnh viện thăm anh một chút Hôm nay thần trực ca đêm vì bệnh viện rất nhiều ca phẫu thuật khó, anh cũng không muốn mỗi lần bệnh viện gọi phải chạy tới. Trên tay cô cầm miếng trưng vừa mua, khoai môi cô vẫn giữ nụ cười vì cô lúc giải quyết gần xong chuyện chính, bây giờ chỉ cần mở họp báo có thể mở cửa TNN. Đứng ở quầy tiếp tân giọng cô mềm mại dễ nghe. Chị y tá cho tôi hỏi chút được không ạ? Nữ y tá ngẩng đầu vừa nhìn nhận ra cô là ai, là người của bác sĩ cố. Y tá nở nụ cười tươi vui vẻ Dạ vâng, bác sĩ cô viễn thần ở phòng làm việc ạ Cô đến đây chỉ có thể tìm một người Chứ không thể tìm người khác được Nhiễm suýt chút bật cười Cô cúi đầu chào rồi cảm ơn nữ y tá Đi đến phòng làm việc của anh Buổi tối bệnh viện yên tĩnh Mọi người đều đã đi ngủ Chỉ có y bác sĩ và y tá Cùng điều dưỡng mới thức làm việc thôi Mở cửa phòng anh bước vào Đập vào mắt cô, sáng mẹ anh nằm dài trên bàn làm việc ngủ quên, ngay cả mắt kính không thèm tháo. Đó là lý do cô không muốn dựa vào anh. Bình thường anh đã có rất nhiều công việc rồi. Khom người đưa mặt đến, cô muốn hôn vào má anh một cái. Chưa kịp hôn thì anh mở choàng mắt, vươn tay giữ lấy gáy cô, hôn lên môi cô. Sau đó lật người cô lại, ép cô dựa vào bàn làm việc đón nhận đủ hôn cuồng nhiệt của anh. Nhiễm vòng tay qua cổ anh, đáp lại đụ hôn của anh một cách chậm rãi. Thần cởi từng cúc áo trên người cô ra, anh cũng chậm rãi tháo bỏ những thứ vương víu cản trở trên người mình. Thích chiếm tiện nghi của anh đến vậy à? Không được à? Cô chậm rãi đáp lại anh. Anh mỉm cười đầy ngon ngào. Được chứ, cho em tất muốn làm gì thì làm, cả mạng này cũng cho em. Rồi sau đó, thần như muốn nuốt chửng cô vào trong bụng mình, khuấy đảo từ tinh thần đến thể xác cô. Ở cô ra sắc mặt mẹ anh trắng bệch khi nhận tin cuộc trình diễn của cô vẫn diễn ra thậm chí bà ta cho người rút hết vốn vẫn còn có người đầu tư bà làm đi đi lại lại đứng ngồi không yên bà không muốn cô ở bên cạnh anh cô là mối họa nếu ở bên cạnh anh chuyện năm đó sẽ bị bại lộ cậu nói cái gì hạ thư bị viễn thần tống vào tù á còn là trung thân á tay bà trở nên run rẩy khi nghe đến chuyện của hạ thư như vậy quá là thẳng tay rồi thám tử bên kia gật gù nói với bà nghe mọi chuyện hạ tiểu thư xong rồi cố phu nhân bà nên xem tin tức đi hạ thị bị nhị thiếu ra làm cho cổ phiếu đi xuống không mấy chốc sẽ phá sản giọng điệu thực có chút lo lắng một mình hạ thư gây họa cả hạ ra phải gánh khiến bà mặt cát không còn giọt máu bà chưa từng nghĩ con trai bà thẳng tay thế này tầm từ bà vô cùng hoảng loạn không biết nên làm như thế nào bà cố lúc này từ trên lầu đi xuống sau mặt ông tối sầm nhìn bà giọng nói lạnh lẽo mấy phần thanh lam bà cho người rút gốn khỏi dự án của nhiễm à chẳng phải tôi nói với bà rồi con nó lớn rồi chuyện của nó muốn thế nào thì tùy nó sao bà cứ thích làm khó bọn nó thế bà nhìn cố bác đi nó còn tin tưởng bà không thần nó đã không thèm về nhà rồi cái nhà này rút cuộc bao lâu bọn nó không về sự ích kỷ của bà lam cách giáo dục con cái của bà khi ông không chấp nhận được. Bà chèn ép thần, hại bác sống trong ân hận đi đi về về giữa Hồ Thanh và New York vô cùng khổ sở. Bà nhìn ba anh chậm rãi lên tiếng, vẫn không chấp nhận chuyện này. Cô gái thời nhiễm đó, nó là mối họa đấy. Nếu nó nói ra chuyện năm đó thì phải làm sao? Thần nó bỏ qua cho tôi không? Thầm tâm bà sợ hãi nhưng không muốn thể hiện trước mặt anh. Bà biết kết cục như thế, sao bà còn làm? ba anh nhìn bà giọng điệu vừa sắc bén vừa chế nhạo bà tức giận phản bác vì con nhỏ không xứng đáng con trai tôi đứa nào cũng ưu tú sao bọn chúng có thể xứng chứ ông chỉ biết lắc đầu ngao ngán tùy bà kết cục thế nào là bà tự chọn ông xoay người đi ngược trở lên phòng tâm tình cũng chẳng tốt chút nào ông biết rõ tính tình của thần bởi vì từ bé đều là ông đi đón nó phản nghịch nhưng rất thấu tình đạt lý, cho nên mới bị chính mẹ mình chèn ép, bị bàn lừa gạt gần chục năm như vậy. Mọi chuyện ngày hôm nay, kết cục tồi tệ của hiện tại đều là do quyết định của năm đó mà ra. Hạ gia rơi vào khốn đốn khi cổ phiếu liên tục bị tuột xuống mỗi giây mỗi phút chẳng nề tăng, toàn bộ bằng chứng hối lộ, nguyên liệu giả ở Hạ Thị đều bị anh cho người vạch trần. Ngay cả sản phẩm công bố ra mắt cũng bị Cố Thị lật kèo tố cáo, khởi kiện mà Hạ Thị sẽ không khả năng lật lại. Luật sư của Cố Thị là phu nhân của Hạ Tổng của Bạc Thành, nổi tiếng không ít. Doãn Tử Ân là một trong những luật sư giỏi của Bạc Thành, thậm chí là người lọt top quốc tế. Đều mang họ Hạ, nhưng Hạ già Hồ Thanh thì bị ổi vô liêm sỉ, chỉ muốn lấy lợi để các hại cho người khác. Thần chính là muốn một người làm cả nhà phải chịu, vì họ không phải không biết suy nghĩ mà không chịu ngăn lại, chỉ có họ nhắm mắt làm ngơ, có gái của họ mới dám làm, có muốn phá hủy anh à? vậy đợi anh khiến họ thân bại danh liệt trước. bộ sưu tập đang đi vào khâu chuẩn bị, Thì mời được gửi đi rồi, hiện tại chỉ đợi ngày mốt là bọn họ có thể trình diễn bộ sưu tập tâm huyết của cô và lạc tử, là tuổi trẻ, là niềm ao ước của cô, là tâm huyết mà cô đã mất rất lâu. thành xuân chờ đợi, nhớ nhung, hy vọng tương lai. Nhiều đừng xem năm bộ trang phục nam nữ được trưng bày bên trong phòng làm việc riêng của cô ở chung cư, thong thả đứng ngắm nghía nó, không hiểu sao trong lòng cảm thấy đau đến vô cùng. Hàng cây ngô đồng 8 năm trước thế nào, 8 năm sau chưa từng thay đổi, chỉ con người chúng ta thay đổi. Thanh xuân này em gặp được anh là điều tuyệt vời nhất, là bức tranh chúng ta cùng vẽ lên. Chờ đợi, em sẵn sàng mà kệ tất cả chỉ hướng đến mình anh cũng là cùng anh vượt qua tất cả chỉ đợi em quay đầu nhớ nhung năm tháng khó khăn nhất động lực giữa bao khổ sở giữa bao gian nan chỉ có thể nhớ đến người kia hy vọng tương lai tươi đẹp đến thế lại mong chúng ta có nhau tương lai chúng ta cùng hạnh phúc ở tương lai hay chúng ta ở tương lai sẽ không bao giờ có nhau thần đi đến từ phía sau vòng tay ôm lấy eo cô anh vùi đầu hôn lên hõm cổ cô anh không biết sao cô lại chọn cây ngô đồng làm chủ đạo Cũng lấy tên cây ngô đồng làm tên Nhiễm này Tại sao lại là ngô đồng mà không phải thứ khác Giọng anh nhỉ nhẹ khi cô vô cùng thản nhiên Cô nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười ngọn ngào Rồi cô nhìn đến bộ quần áo tượng trưng cho tương lai Ý nghĩa cây ngô đồng chính là chờ đợi Một lòng chờ đợi một người chưa từng thay đổi Và cũng sẽ không thay đổi Anh gật đầu xoay người nhìn cô Rồi áp môi mình lên môi cô trong lòng không hiểu lại vô cùng bất an anh cảm giác bất an khi bác gặp sắc mặt hoảng hốt của cô bác khi chạm về mặt anh dường như anh ấy che giấu cái gì đó anh cảm thấy bất an chỉ muốn về nhà với cô giây phút thấy cô đứng ở trong nhà anh thở vào nhị nhõm để cô ngồi lên người mình tâm trạng của anh rất tệ nhìn cô nhiễm này nếu em làm xong bộ sưu tập chúng ta đi Ireland nhé trong lòng anh cảm giác có thứ gì đó vẫn còn ở phía sau nhưng 8 năm qua thụy điển cô làm gì sống thế nào thông tin anh có được nó quá chập chờn không rõ anh không biết nên làm thế nào mới có thể biết toàn bộ thông tin của cô cô nhìn anh nghiêm túc hỏi thần anh sợ nhất là thứ gì thế cô muốn biết nỗi sợ hãi mà thần mang nhiều năm qua là gì cô muốn biết rốt cuộc anh trưởng thành bằng cách nào cả đời này chẳng sợ cái gì chỉ sợ mất em thôi anh vừa nói vừa hôn lên môi cô Nhiễm cúi đầu tự chán mình và chán anh Giọng điệu mềm mại Lời nói dịu dàng khiến anh không khỏi rung động Em chỉ sợ không thể đứng cùng anh Đời này của em ngoài anh ra Chưa từng sợ cái gì hết Lời của cô có ý trêu chọc anh rằng Anh rất hung dữ Vậy tiếp tục sợ đi Thần bật cười ôm lấy cô trong lòng Rồi ngả lưng xuống giường lớn Để cô nằm lên người mình Anh siết lấy eo cô Nhiễm này, mình cho xếp hình đi Hôm nay em ở trên, anh ở dưới nhé Tay giữ chặt eo cô trên người mình Rồi bắt đầu làm loạn Hai má cô đỏ ửng khi nghe nói Bản thân cũng cảm nhận được Có cái gì đó đang trỗi dậy Mà cô muốn thoát có khi không được rồi Rồi sau đó Chuyện gì tới cũng đã tới Chúng ta sinh một nữa đi Vừa tránh trẻo mập mạp vừa đang yêu Ngày hôm nay anh biết là ngày tốt Khả năng mang thai rất cao Cho nên anh phải tận dụng Tranh thủ thời cơ khiến cô trở thành mẹ của con anh Muốn bản thân được hạnh phúc tự do Họ mất 8 năm bên cạnh nhau 8 năm chịu vô số dày vò Nhưng hai người vẫn một lòng không thay đổi Chưa từng lơ là Mà đặt đối phương ở trong tim Cố định vị trí của đối phương bên trong mình Đi cùng nhau từ thời trẻ Trưởng thành cùng nhau đi đến già Anh yêu em đến già Cưới em về vẫn yêu em như thời cấp 3 Để buổi trình diễn được hoàn hảo nhất Lạc Tử tự mình trang trí sân khấu, tự mình chọn cách trang trí toàn bộ được dùng bằng lá cây ngô đồng. Nơi diễn ra cũng là sân khấu nằm giữa rừng cây ngô đồng, mang đậm chất ý nghĩa của nó. Sân khấu được trình diễn chia làm hình chữ A, bởi sân khấu chữ A sẽ cho chút khó đi, tự như những cực khổ gian nan khó khăn mà tuổi trẻ mỗi người trải qua. Bây giờ sân khấu được phủ lớp lá của cây ngô đồng, Bên trên hoa ngô đồng rực rỡ Tự trưng cho sự kết thúc đẹp đẽ Của trạng đường thanh xuân Lạc tử chuẩn bị nơi trình diễn Thời nhiễm là người xem lại Và chỉnh lại trang phục trình diễn Để vận dụng tốt nhất cách truyền tải Cô đưa ra ý kiến Mời Hiên trình diễn cùng với Lạc tử Với trang phục hy vọng Lan và Lăng trình diễn bộ trang phục tương lai Lúc đầu Lan không đồng ý Nhưng vì nhiễm trả giá cao Cho nên cô có chút mềm lòng còn Thanh Xuân là cô với thần Cô bị anh hành mấy tiếng đồng hồ ở trên giường thì mới đồng ý Lạc tử chuẩn bị xong buổi trình diễn Ngày mai Starlit và khách khứa được gửi thiệp mời Vé bán buổi trình diễn cũng được rất nhiều người săn nón Chứ gì bọn họ cảm thấy thành công lên 40% Cô bác đứng ở phía xa, nhìn buổi trình diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng thì có chút mãn nguyện. Nếu Tiểu Ly ở đây, bọn họ có thể trình diễn trang phục, nghĩ cũng thực tiếc đấy. Buổi tối đến vì cách xa trung tâm rất khó bắt xe Cho nên Lạc Tử đứng đợi nửa tiếng Cô nàng không lái xe đến đành gọi điện cho Hiền Gọi liên tục mấy cuộc không nhắc máy khiến cho cô khó chịu trao mày Cuộc gọi cuối cùng được kết nối Cô gấp gáp lên tiếng Này Lục Bách Hiền, anh đến sân khấu trình diễn giúp tôi được không? Tôi không bắt xe được Bây giờ sắp trễ rồi, về trung tâm rất xa Cho dù bắt được xe cô cũng cảm thấy không yên tâm Nhưng truyền từ đầu dây bên kia Một giọng nữ anh ấy vừa mới ra ngoài Đợi anh ấy về tôi giúp cô chuyển lời nhé Giọng điệu nũng nịu muốn chảy cả nước Khiến tâm của lạc tử lạnh ngắt Cô cúp máy ngồi sụp xuống Trong lòng cảm nhận sự lạnh lẽo vô cùng Cô đứng đó đợi một lúc Nhưng không tài nào bắt được xe Tại sao số khổ thế này Cảm giác tủi thân khiến cô rơi cả nước mắt Vòng tay ôm đầu gối Hiên và cô vẫn nên ly hôn thì hơn Bọn họ thực sự không hợp Nhìn thế nào cũng không hợp ở bên cạnh nhiên không những lạc tử phải chịu thiệt còn phải gánh sự cười nhạo bởi nhiều tin đồn tình ái của anh chỉ bằng giải thoát cho nhau người lớn cô sẽ hiểu thôi mà nè xe chiếu vào người lạc tử khiến cô nhíu mày cô lấy tay che mắt Trên xe dừng lại cạnh cô tư thành từ trên xe bước xuống đứng trước mặt lạc tử giọng nói trầm ấm vang lên khiến trái tim cô run rẩy lấy xe đi anh đưa em về tiện đường anh cũng về hồ thanh thành vươn tay nắm lấy tay lạc tử dưới ánh sáng đèn xe dáng người anh khiến cho cô nhìn mãi không muốn rời mắt Cô không biết diễn tả khung cảnh đó thế nào Là vị cứu tinh à Hay là anh hùng Cô gật đầu đứng dậy cùng tư thành về hồ thanh Suốt đoạn đường Lạc tử không nói lời nào chỉ im lặng như vậy Tư thành không quá thân với cô nàng Nên cũng không biết bắt chuyện thế nào Chỉ đánh hỏi qua loa một chút Mới về đến nhà Cũng là lúc Hiên về đến ánh mắt của hiên nheo lại khi nhìn thấy lạc tử bước xuống khỏi xe của thành anh tức giận bước xuống xe nhanh chóng đi đến chỗ cô nàng lạc nhi âm thanh của hiên vừa lạnh lẽo vừa lớn khiến cho lạc tử quay đầu lại nhìn người vừa gọi mình thành cũng lái xe rời đi sau khi tạm biệt lạc tử cô nàng nhìn hiên cũng chả muốn để ý đến trực tiếp xoay người bước vào phòng khách giữa bọn họ làm gì tồn tại tình yêu mọi thứ khi cô mệt dù mạnh mẽ thế nào cũng không chịu đựng thêm được Tâm tư cô từ trước đến nay không ai hiểu Mà cô cũng chẳng cần ai hiểu Anh gọi em đấy, không nghe à? Hiền kéo tay Lạc Tử khiến cho cô không cẩn thận ngã vào anh ta Lạc Tử tức giận rút tay lại Vùng tay tát vào gương mặt điển trai của Hiền Cô vừa ức vừa tức giận không kìm chế được tâm tình Lục bác Hiền Mỗi lúc tôi cần anh tôi gọi anh Anh nghe thấy à? Cơ mà làm sao thấy được Lúc đó anh đang vui vẻ với người phụ nữ khác rồi Này lạc tử Em gọi tôi khi nào Hiền thắc mắc nhìn cô đầy hoài nghi Trên môi cô khẽ nhếch lụ cười nhàn nhẽo Gọi khi nào còn quan trọng à Tôi mệt rồi anh Hiên ạ à. Anh muốn nghĩ thế nào thì tùy anh Ngày mai có phải trình diễn bộ sưu tập Tôi muốn nghỉ ngơi Nói xong mặc kệ anh ta đứng đó bất động Cô quay đầu không nhìn lại Thầm tâm của lạc tử rung động với Hiên Như không chấp nhận bản tính lăng nhăng của anh ta dù có nhắm mắt làm ngơ Nhưng ngày nào đến cửa hàng Đều nghe khách hàng bàn tán chuyện của Hiên Ngày mãi cũng sắp thuộc nằm lòng Ngày mai cô thực hiện buổi trình diễn thật tốt Sau đó ly hôn quay về thị điển Quản lý cửa hàng bên đó Như vậy cuộc sống mới có thể quay về quỹ đạo cũ Một cuộc sống không có bác Hiên đầy phiền phức Thần để bảo đảm khách đến dự Những người được mời là những người mua vé Đều được anh cho người bố trí lái xe đến đón dự anh sợ nhiều người bận quá đi không được Sợ khách mua vé rồi gặp trục trặc xe cộ không đến kịp để xem Nếu như vậy sợ rằng nhiễm không vui Cho nên để cô vui Anh phải tìm cách mua vé một ngàn người Phải đến đủ một ngàn người Hơn nữa buổi chiều được bố trí an ninh rất nghiêm ngặt Nhiễm ở trong phòng trang điểm Trang phục của họ là thanh xuân Cô mặc chiếc váy được thiết kế chỉn chu lại màu cho phù hợp Láo là sự hài hòa giữa hồng phấn của hoa ngô đồng Và màu xanh của những lá cây cô mặc trên người chiếc đầm dài để gót chân nhìn xa còn tưởng là váy cưới bên ngoài chiếc áo khoác được đến họa tiết hoa ngô đồng cùng loại hoa họa tiết ở trên áo sơ mi của anh bộ này được cô thiết kế theo kiểu tươi mời nàng yêu pha chút sự thanh lịch dịu dàng quyến rũ cho nên khi lọt vào mắt anh lại không thể rời mắt anh ngồi trên sofa đợi cô trang điểm chăm chú như người con gái của mình đột nhiên anh đứng dậy bước đến chỗ cô cúi đầu hôn lên môi cô Nhiễm, em thế này có phải muốn lấy mạng anh không? Vẻ đẹp ôn nhu thuần thục của cô khiến tim anh không ngừng đập, yết hầu cũng di chuyển lên xuống. Nhiễm mỉm cười, không muốn lấy mạng anh, muốn lấy anh có được không? Cô vòng tay qua cổ anh vui vẻ lên tiếng. Cam tâm tình nguyện dâng hiến hết cho em. Anh hôn lên chán cô đầy cưng chiều. Thần quỵ một gối xuống, anh cầm giày cao gót cẩn thận mang vào chân cho cô. Nâng chân cô đặt lên đùi mình Ngón tay thon dài di chuyển trên mu bàn chân cô Mơn trớn qua lại để cải dây Hành động dịu dàng của anh Khiến mọi người trong phòng phải há hốc mồm Ngay cả Lan nhìn xong Dù nhìn sang lăng đỏ mặt Còn lạc tử thì chỉ biết ngưỡng mộ Chuyện tình của nhiễm chứ không biết nói gì hơn Hiền chơi với anh lâu vậy Cũng không ngờ anh có bộ mặt dịu dàng như thế Khiến anh ta không khỏi bất ngờ thích thú Hai bộ trang phục còn lại Được lạc tử mời mẫu đến từ Thụy Điển trình diễn Bốn người họ hiện tại ở bên ngoài rồi. Khách mời và khán giả cũng tới, chỉ đợi đến giờ là buổi trình diễn sẽ bắt đầu. Vị MC đứng trên bục không ngừng tạo ra rất nhiều trò chơi nhận lì xì kích thích sự phấn khởi của khách mời. Hàng ghế đầu bao gồm Lan của Bạc Gia, Bắc của Cố Gia và Tư Thành của Tư Gia có có thời Bắc và thời Gia đến tham dự buổi trình diễn. Một số khách quan trọng hiện đang chụp ảnh ở chỗ được trang trí để quảng bá. Đến giờ trình diễn, MC thông báo cho mọi người tập trung. Khi bản nhạc Outta Your Lips To vang lên để kích thích giác quan của khách đến dự. Thanh xuân của chúng ta đều trải qua nhiều chuyện vui buồn. Như khoảng thời gian thanh xuân của tuổi trẻ, chính là khoảng thời gian vừa tự do vừa đẹp, lại vừa hồn nhiên của tuổi trẻ. Trang phục mang tự thanh xuân được hướng đến các nữ sinh, sinh viên yêu thích sự tươi vui của tuổi trẻ. Được chính nhà thiết kế maven và cố nhị thiếu trình diễn ngay khoảnh khắc cái tên ma ven cất lên Người bước ra là thời nhiễm Khiến cho mọi người một phen bùng nổ không dám tin Nhà thiết kế nổi tiếng của Thụy Điển Có một chuỗi cửa hàng tại Thụy Điển Muốn mua đồ thiết kế của cô ấy khó hơn lên trời Mà lại là chính là nhà thiết kế của cố Thị Nhiễm đi bên phải Viễn thần thần thái gương mặt anh Tuấn góc cạnh Lạnh lùng với đôi mắt bất cần bước chân thẳng tắp Anh đi đầy sang trọng Khiến tất cả khán giả bên dưới hò hét kích động Cô đi nửa đường, khẽ xoay người hất váy, gương mặt không cảm xúc, chỉ có thể miêu tả bằng sự lạnh lùng đáng yêu. Vô cùng xứng đôi với lại nhị thiếu gia của cố thị. Khách mời được mời tới không ngừng cảm thán. Còn tưởng ai, nếu là ma ven quá tuyệt vời, trang phục cô ấy đều mang ý nghĩa đặc biệt, không có gì phải chê. Không ngờ tôi được xem trình diễn bộ sưu tập của cô ấy, còn được đưa đón, gửi vé đến tận nơi. Đúng là mãn nguyện thực sự. Thần vươn tay cúi thấp người Chờ đợi cô Tay còn lại đặt phía sau lưng Cứ như hoàng tử cấu hôn công chúa nhỏ của nhà anh ấy Cô đặt tay trên tay anh Anh khẽ đặt lên tay cô nụ hôn Rồi di chuyển vào trong Tiếp theo trang phục hy vọng của Lạc Tử và Hiên Sắc mặt Lạc Tử không đổi Và Hiên cũng lạnh nhạt Nhưng hai người thể hiện rõ khí chất của bản thân mình Váy được thiết kế ngắn Phía sau có nơ Cùng áo khoác lông vũ màu hồng phấn Hiên nắm tay Lạc Tử khẽ nâng lên Để cô xoay một vòng rồi nghiêng người đỡ lấy cô. Hy vọng mang ý nghĩa đối với những người có niềm tin và tình yêu. mà luôn hy vọng sẽ được lấy người mình yêu. Hy vọng cuộc sống bản thân diễn ra tốt đẹp. Hy vọng tương lai chúng ta có nhau. Đừng nhà thiết kế RT và thiếu gia của lục gia trình diễn. Mọi người lần nữa bùng nổ. Khi nghe cái tên RT của Thụy Điển lại trình diễn cho Marvin bạn thân cô ấy, Mọi người không ngờ Hai người nổi tiếng hợp tác có chuỗi cửa hàng hôm nay Lại xuất hiện ở buổi trình diễn Không phải chỉ có Marvel Mà còn có Aritia. Quá là bức phá Bộ sưu tập này thực sự tạo nên dòng xoáy bức phá rất lớn Làm bắt chéo chân Ung dung dáng vẻ thanh lịch nói với cô bác Cô bác khẽ gật đầu Em trai cậu đến rồi Mau xem học hỏi đi kìa Ai không biết bộ dạng bên ngoài thanh lịch của bạc tử lam là giao diện anh ta tạo nên. Bên trong có có tình nhân, trong khi lòng thì đã có người khác. Tương lai của chúng ta liệu có nhau không? Có thể cùng nhau đến đầu bạc sang long Có thể vì nhau cố gắng cho ngày mai không? Nó phụ thuộc vào chúng ta. Người mẫu Dương Lan, nhị thiếu gia bạc thị. Lăng đặt tay lên eo của Lan, nghiêng đầu liếc nhìn cô nàng đầy tình cảm, thể hiện rõ sự chiếm hữu. Lan kéo quắc một vòng xoay người nghiêng dựa vào lăng Sau đó nháy mắt ven một cái Nhớ nhung Cho dù bạn ở đâu làm gì Cuộc sống thế nào Chắc chắn bạn đang nhớ cái người mà bạn đặt ở trong lòng Người có vị trí đặc biệt Chờ đợi Dù mọi thứ thay đổi Tôi vẫn ở đây đợi bạn Đợi bạn đồng ý Đợi bạn quay đầu thấy tôi ở phía sau lưng chưa từng rời đi Buổi trình diễn diễn ra thành công hơn mong đợi Nhà đầu tư đều được lợi nhuận khá cao sau khi đầu tư Mọi người vô cùng thích thú, thỏa mãn với sự trình diễn của bọn họ, đều là những nhân vật tầm cỡ cơ mà. Hơn nữa, chính là có sự xuất hiện của Maven và Arity. Ba mẹ cô cũng vô cùng hài lòng với những gì con gái thờ nhiễm làm được, thực vô cùng hài lòng mãn nguyện với sự cố gắng không ngừng nghỉ của cô, để hôm nay được rất nhiều người chào đón, nhiều người biết tới. Lạc tử sau khi trình diễn xong, cô nàng ký vào đơn ly hôn rồi đứng dậy đặt trước mặt của Hiên, dáng vẻ cô nghiêm túc Ánh mắt không chứa bất cứ cảm xúc gì Lưu Ba Hiên Chúng ta ly hôn thôi Em đùa đấy à Đang yên đang lành ly hôn cái gì Anh xé bỏ tờ giấy mà cô nàng đưa Ánh mắt vô cùng sắc bén Cô tức giận nhìn thẳng mặt anh Anh không đồng ý thì cũng vô dụng Tôi sẽ đơn phương ly hôn Nói xong cô trực tiếp rời khỏi phòng thay đồ Nhiễm với thần vừa tạm biệt mọi người Và chụp ảnh cùng trả lời phỏng vấn xong Lúc này Tiến Lạc Tử giận dữ đùng đùng bỏ đi Quần áo cũng đã thay ra vô cùng chỉn chu Cô không khỏi nhíu mày trách mắng anh trai mình Anh lại chọc giận cậu ấy đấy à Cô ấy muốn ly hôn với anh Hiền cầm áo vest đứng dậy nhàn nhẽo trả lời Thần nhếch mép kéo sát cô vào người mình Nhìn người anh em tức giận mà không làm gì được Thì lên tiếng trêu trọng Đáng đời Tốt nhất cho cậu ấy cả đời Tôi cảm thấy cậu không hợp với em gái tôi đâu Tôi sẽ gái mấy cho Tư Thành Hiền nhếch mép chán ghét nhìn anh rồi lên tiếng bỏ đi. Cô suýt chút bật cười, có không dám tin hai người này thân với nhau. Một người độc mồm, người kia chẳng biết sợ là gì mà phản bác, chẳng ai chịu thua ai. Nhiệm kéo vạn áo anh, kiễng chân hôn lên môi anh. Thôi đừng quan tâm, em chỉ lấy anh thôi. Dám lấy người khác à? Ông đây cho cả hai xuống địa ngục luôn. Thần cúi đầu cắn vào môi cô rồi nhếch mép để quỷ dị. Cả đời này cô chỉ có thể là của anh, Người khác đừng hòng có cửa Đến một người đánh gãy chân một người Đến bao nhiêu người tàn về bấy nhiêu Người của anh cho dù bọn họ mười lá gan cũng không dám động Thay quần áo đi, anh đi, em đi ăn Cô gật đầu cầm quần áo mà anh đưa rồi bước vào bên trong Lúc này anh ngồi bên ngoài xem tin tức hạ thị phá sản Ba của hạ thư vướng vào hối lộ chính phủ Cắt giảm nguyên liệu làm giảm hiệu suất Nguy cơ bị phạt tù anh muốn họ biết ở hồ thanh anh có thể vui vẻ xã giao cũng sẽ không động vào chuyện bất cứ ai nhưng bất kỳ người nào phạm vào giới hạn của anh thì không chỉ người đó người nhà cũng phải chịu cùng cảnh ngộ cô viễn thần anh chỉ sợ mắt nhiễm tất cả những thứ còn lại trong mắt anh chỉ là tôm tép búng tay một cái không sống nổi nữa đâu mọi thứ dường như tạm đâu vào đấy thần đến bệnh viện để làm việc mỗi ngày cô thì vẫn đến tnn quản lý cửa hàng hiệu ứng rất tốt, TNN rất nhanh trở thành thương hiệu được tìm kiếm nhiều nhất trong vòng một tháng sau khi mở cửa lại. Những bữa ghé qua trung tâm mua gì đó, lần này cô chăm chỉ xem video để học nấu ăn, không thể cứ để anh nấu cho cô mãi. Trên tay cầm túi to túi nhỏ, thịt bò cà chua, có có trái cây nữa. Mang để vào trong xe, cô ấn điện thoại gọi cho anh, muốn hỏi xem anh có về nhà không. Khỏe môi cô cũng nở nụ cười rất dịu dàng. Thân à, anh có trực đêm không? Thần đầu dây bên kia chậm rãi đáp Không trực đêm Một lát nữa sẽ về nhà Ngữ khí nhẹ nhàng cưng chiều chuyển đến đầu dây bên kia Cô vừa lái xe ra khỏi tầng hầm giữ xe Cũng nhanh trí đáp lại Mời em đợi anh về đấy Đợi thần nới lòng công việc một chút Hai người sẽ đến Ireland Mà bố về cẩn thận nhé Đến nhà gọi cho anh Anh ngừ một cái dặn dò cô Rồi sau đó cúp máy để cô lái xe về Hai người khó khăn lắm mới quay về bên nhau Cùng nhau trải qua nhiều chuyện nhưng số phận vẫn là số phận buổi chiều xe đông cho nên cô lái đường tắt về nhà như vậy cô không kẹt xe mà lại nhanh hơn có thể nấu cơm để anh về dùng bữa càng nghĩ đến món bản thân nấu cho anh cô càng cảm thấy vui vẻ vô cùng mí mắt tít hết cả lên vì vui vẻ cô lái xe không nhanh tốc độ rất chậm vì anh dặn dò có thể vì muộn một chút nhưng cũng không được xảy ra chuyện nhưng làm sao biết chỉ cần người khác muốn chuyện gì cũng có thể xảy ra Nhiễm đến ngã tư liền đánh lái quẹo sang phải Nhưng chưa kịp quẹo Chiếc xe tải lớn phía sau lao đến với tốc độ nhanh vô cùng Cô trở tay không kịp ôm lấy đầu Chiếc Porsche của cô lăn mấy vòng rồi mới chịu dừng lại Nhưng chiếc xe tải không chịu dừng Người tài xế lái xe rời khỏi hiện trường Giữa ngã tư đường vắng ít người qua lại Chỉ có chiếc Porsche bị biến dạng nằm đó Người bên trong chính là thở nhiễm Mì mắt chớp chớp Máu từ chán chảy ướt hết áo Gương mặt dính đầy máu Tay cô đẩy dễ những vết thương lớn nhỏ Nhiễm không còn sức lực để thoát khỏi xe Cố gắng vươn tay lấy điện thoại Nhưng cuối cùng cũng không lấy nổi Thần ơi em đau quá Thực sự đau quá Cô vừa sợ vừa đau lì bật khóc Cô không sợ chết Chỉ sợ không thể bên cạnh anh được Cô sợ xảy ra chuyện thì thần phải làm sao Thần của cô chẳng còn ai bên cạnh Anh sẽ buồn, sẽ tức giận, sẽ không vui Lỡ bệnh anh ấy tái phát Thì cố bác cũng không thể ngăn lại được Cơ buồn ngủ ập tới Mi mắt không nhấc nổi Cánh tay của nhiễm buông lỏng bất lực nằm đó Với hơi thở vô cùng yếu ớt Giây phút cô mất đi ý thức Có người phát hiện cạy cửa tìm cách mang cô ra bên ngoài Sau đó gọi xe cấp cứu Ở bệnh viện Thần vừa nộp xong báo cáo với trưởng khoa Đột nhiên tim anh nhói lên Chân anh đứng cũng không vững mà chống tay vào bàn làm việc Đỡ lấy bản thân mình Gương mặt anh Tuấn nhăn nhó khó coi Tự dưng cảm thấy đau đến thở không được Nhưng anh phải về Anh hứa với nhiễm rồi Anh sẽ về nhà Bây giờ chắc cô đang đợi cơm anh Đột nhiên cửa phòng bật mở Bác sĩ Tiêu từ bên ngoài gấp gáp chạy vào nhìn anh Gương mặt anh ta tái nhợt Anh thân ơi Bệnh nhân vừa bị tai nạn rất nghiêm trọng Cần phẫu thuật gấp Thông không, không thể chậm trễ được Hơi thở rất yếu rồi Anh ta biết người gặp tai nạn là ai Nhưng không biết có nên nói hay không thần nhìn đồng hồ cố gắng nhăn mặt chịu đau đứng dậy bước ra bên ngoài mặc đồ bảo hộ phòng cấp cứu phía sau vang lên giọng nói của bác sĩ tiêu khiến cho anh chết đứng bác sĩ thần à người gặp tai nạn là bạn gái anh cả cơ thể anh bất động hai mắt mở to không dám tin quay đầu nhìn bác sĩ tiêu rồi gấp gáp chạy thẳng đến phòng cấp cứu anh không ngừng run rẩy bước vào bên trong phòng nhìn nhịp tim chạy trên máy đầy yếu ớt hơi thở người nằm đó rất yếu Chán anh túa ra mồ hôi Anh chưa từng cảm thấy có ca phẫu thuật nào khó thế này Nhưng hiện tại người trước mặt là người trong tim Không phải cô mới đây có gọi cho anh Sao bây giờ lại thành thế này Anh cố gắng kiềm chế kích động Giữ bản thân bình tĩnh phẫu thuật cho cô Trái tim anh cũng không ngừng run rẩy. Nhĩ mà em phải cố lên nhé Đừng sợ Dù em đến cửa quỷ môn quan Anh cũng sẽ mang em về Anh ở đây em không cần sợ chỉ cần em cố gắng một chút Anh vừa sợ hãi vừa lầm bẩm Những người ở trong phòng phẫu thuật Cũng đều nghe thấy Bọn họ tích cực tham gia Nhưng anh không chấp nhận Anh sợ bọn họ sơ suất Anh muốn tự mình phẫu thuật Bọn họ hỗ trợ cho anh Thần tay anh làm rất nhanh Những phần xương bị gãy được anh nối lại Người trên bàn mổ không chỉ là bệnh nhân Người đó còn là ánh sáng Là bạn gái Vợ của anh Người mà anh có thể hy sinh tất cả Yêu cả một đời Thần đứng ca phẫu thuật của cô hơn 2 tiếng Mới có thể khâu vết thương Kéo được cô từ quỷ môn quan trở về Gương mặt anh tái nhợt không chút biểu cảm Anh cẩn thận kiểm tra đi kiểm tra lại Cảm thấy không còn nguy hiểm Mới cho người chuyển cô về phòng chăm sóc đặc biệt Chậm nhất 2 ngày Nhanh nhất là một ngày cô có thể tỉnh lại Nhưng anh không muốn cô tỉnh Anh sợ cô phải chịu đau bởi vết thương có chút không nỡ để cô chịu đau Thần bất lực Tim không ngừng đập thình tịch vì sợ Trong đầu anh in đậm hình ảnh cô nằm trên bàn mổ Nhiều năm đi làm Anh chưa từng thấy run rẩy với bất cứ ca phẫu thuật khó nào Nhưng người nằm trên đó là cô Anh sợ Sợ đến mức tim trở nên run rẩy Ngồi bên ngoài hành lang Thần bất lực ngồi dựa vào cột ngoài sân hành lang Rút trong túi áo điếu thuốc lá Gương mặt ảm đạm không chút cảm xúc gì Giết một hơi thuốc để giúp bản thân tỉnh táo hơn Còn người anh tỏa ra sát khí lạnh lẽo vết thương trên người cô không ít vết thương ở eo khả năng để lại sẹo Rụi bỏ điếu thuốc Lấy điện thoại gọi trợ lý Đầu dây bên kia đang ở sở cảnh sát Kiểm tra camera đường phố Thế gọi điện nhắc máy Anh Tân à Điều tra cho tôi Tài xế xe ta nó là ai Tôi cho cậu thời hạn một ngày để điều tra Nói xong thì cúp máy Mi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi Bố dĩ hai người có thể cùng ăn cơm tối Anh có thể ôm cô ngủ một giấc ngon lành Vậy mà bây giờ cô nằm đó Vẫn sử dụng máy thở Từng giây từng phút lấy lại mạng sống Từ tay quỷ dữ Không ngờ anh năm lần bảy lượt Chứng kiến cô nhập viện như vậy Hay lần này lần khác cô bị thương Anh đau lòng sắp chết rồi Anh chấp nhận đặt tay lên chán Dáng vẻ mệt mỏi bất cần Hiện rõ trên gương mặt điển trai Ngồi bên ngoài một lúc Anh nhị không được đi vào bên trong phòng bệnh của cô Cẩn thận mặc đồ bảo hộ Nhìn người cô đầy đủ dây dợ y học Dùng máy trợ thở Thì trái tim anh mới nhói lên đầy đau đớn Hít một hơi Cố gắng bình tĩnh Anh bước đến cạnh giường cô ngồi xuống Nắm tay anh Rồi áp lên má mình đầy buồn bã Nghĩa mà Anh nhất định không bỏ qua cho người làm em bị thương Vết thương của em rất đau Cố gắng ngủ nhiều một chút Đợi khi không còn đau Anh gọi em dậy được chứ Anh nhìn cô rồi lẩm bẩm như một kẻ ngốc Anh nắm chặt tay cô hôn lên mu bàn tay nhỏ của cô Anh ở đây em đừng sợ Dù Diêm Vương đến cũng không có quyền mang em đi Trời mới biết anh sợ đến mức nào Còn sợ hơn là cô vứt bỏ anh Anh thà cô vứt bỏ anh Cũng không muốn cô xảy ra chuyện Anh đợi em bao lâu cũng đợi Nhiễm Đời này của anh nằm gọn trong tay em 8 năm cô rời đi Anh chưa từng thay đổi Một lòng một dạ chưa từng thay đổi đợi cô về Dù anh tức giận Nhưng cũng chưa từng hận cô Chỉ là anh cảm thấy uất ước sao cô có thể bình thản như thế Có thể đi xem mắt người khác Có không đặt anh vào mắt Khiến anh khó chịu Ngồi đó một lúc Anh luôn thuyên đủ thứ chuyện trên đời Nhưng vì cô ở phòng đặc biệt Anh không thể nán lại quá lâu Cuối người hôn lên chán cô rồi anh đứng dậy đi đến phòng làm việc Sắp xếp công việc đưa cho tiêu lệ Đúng lúc đám người hiên chạy tới Anh ta vừa nhìn thấy anh tức giận lao đến nắm cổ áo anh Rồi vung nắm đấm và thẳng gương mặt đẹp trai của thần Anh không kịp phản ứng ngã nhào ra phía sau Mí mắt nâng lên Thấy Hiên đang lao đến nắm cổ áo anh Đôi mắt anh ta đầy sự phẫn nộ Thần có mẹ nó Cậu cút xa em gái tôi ra Đừng có gây họa cho em tôi nữa Lời nói của anh ta đầy sự nghiêm túc Ngay trong lúc này Trong mắt anh chỉ có ghét bỏ thần Chứ không hề thương cảm cho anh Thần nhíu mày khó hiểu Dùng tay lau đi vết máu ở khóe môi Lục Bách Hiên, cậu phát điên cái gì thế? Cậu nói nhăng nói cuội cái gì? Có tin tôi giết chết cậu không? Khóe môi Hiên nhấc lên đầy khinh bỉ Anh vừa nhận được tin Cũng là lúc Lạc Tử nói cho anh ta nghe chuyện của nhiễm Anh ta vung nắm đấm vào gương mặt của anh thêm một lần nữa Cậu đi hỏi mẹ cậu Anh trai cậu làm gì em gái tôi Các người độc ác Có thể khiến em gái tôi sống không bằng chết suốt mấy năm liền Thế mà tôi lại không hay biết gì cả Cái gì chứ Ý cậu là gì Càng nghe Hiên nói Thần cả cảm thấy vô cùng khó hiểu Lạc tử chạy đến kéo Hiên ra Được rồi Hiên à Anh ấy không biết gì cả Anh ấy vô tội Cô nàng biết thần bị mẹ mình lừa Anh không biết tất cả những gì mẹ mình gây ra Cho nên mới ngơ ngơ ngác ngác khó hiểu nhìn Hiên anh ta đứng dậy chỉ thẳng mặt Thần, "Cút xa khỏi em tôi, đừng có gọi tôi là anh em của cậu." Thần thất thần ngồi đó, ánh mắt ở giữa không trung không hiểu chuyện gì xảy ra, chuyện của cô liên quan gì đến cố bác và mẹ anh, tại sao anh không biết gì? Rốt cuộc ý của Hiên là gì? Mí mắt anh di chuyển vào buồng phòng bệnh, Hiền sắc mặt không tốt đứng nhìn cô, tay cuộn tròn thành nắm đấm. Lạc Tử cũng im lặng không biết nên nói gì. Cô nàng chỉ là vô tình gặp phải anh ta trên đường tới đây Nhiễm xảy ra chuyện lớn như vậy Tài xế còn trốn khi cô nàng không khỏi nghi ngờ là do mẹ thần làm Bà vốn cối ý định giết chết cô một lần Thì không thể nào không cố ý định lần hai Lời nói của Hiên khiến anh cảm thấy không đúng Con người đen lái của thần đứng lên đi về phía phòng làm việc lấy áo khoác của mình Anh rời khỏi bệnh viện lái xe đến cố thị trong đêm tìm cố bác Tiếng chuông vang lên Anh khẽ vươn tay ấn nghe Đầu xe bên kia trợ lý của anh không khỏi khó khăn do dự Nhưng thực sự như vậy cũng quá đáng Không thể giấu giếm anh được Anh thần ạ à, 8 năm trước cố phu nhân đến gặp chị nhiễm Ép chị rời khỏi anh Thời gian phá sản do bà ấy làm Lúc sang Thụy Điển Bà ấy từng cho người truy sát chị ấy Nhưng lạc tiểu thư đã cứu chị ấy Đám người đó còn Còn xuyên hại chị ấy Nhiều năm như vậy thông tin em điều tra được Mọi người đó nói chị ấy phải làm rất nhiều việc người khác tán tỉnh chị ấy đều nói là chị ấy có bạn trai rồi hình ảnh đoạn thoại em gửi cho anh ạ chuyện tai nạn hình như liên quan đến bà ấy em nghĩ anh nên hỏi do anh bác vì anh ấy cũng biết chuyện này lời nói của trợ lý nghẹn lại vì quá đau lòng cho thời nhiễm thần đạp chân phanh thắng vào lề trái tim anh không ngừng run rẩy anh không dám tin những gì anh nghe được trái tim cũng trở nên đau nhói là mẹ anh ư tại sao không phải ai khác mà là bà ấy Năm đó cô chia tay anh, anh nghi ngờ rồi, nhưng vì tức giận cho nên không điều tra rõ ràng. Từ ngày năm anh đều cho rằng cô chê bai anh. Đôi mắt anh đỏ hoe không nói một lời, bọn họ vứt bỏ anh, khiến cho cô cũng vứt bỏ anh. Bà ấy sao có thể độc ác thế? Đầu anh kêu ong ong không biết bản thân phải làm gì. Nhưng cơn phẫn nộ của anh lên đến đỉnh điểm khi nhìn thấy thông tin trợ lý gửi. Thảo nào hiên đoạn tuyệt với anh em anh như vậy? Tức giận đến mức vung tay đánh anh Dòng chữ suýt bị hại Khiến anh như muốn phát điên Tay cuộn thành nắm đấm Thực sự không dám tưởng tượng Cô gái của anh bị đám người đó động vào Anh yêu thương cô không hết Sao bọn chúng tàn nhẫn như vậy Cả người anh toát ra sát khí Lái xe đến cố thị tìm cố bác Chị Ben lì lao nhanh trên con đường lớn Bất chấp cả luật giao thông Tâm trí thần một chút bình tĩnh không có Bây giờ thực sự như chỉ muốn giết người anh muốn đòi lại công bằng cho nhiễm nhà anh Bọn họ lừa anh 8 năm Khiến anh cho rằng cô là người xấu Họ bảo cô không tốt Bạn gái anh có chỗ nào không tốt đâu Cô không phản bội anh Cô chưa từng vứt bỏ anh Chỉ có bọn họ là người xấu Cô bác đang làm việc Anh miệt mài làm việc Để có thể rút ngắn thời gian quay lại Mỹ Với cô gái nhỏ của mình Đột nhiên cánh cửa bật tung Một thân người xông đến chỗ của bác Trực tiếp nắm cổ áo anh vung nắm đấm vào mặt Thần đôi mắt rực lửa đầy sự phẫn nộ Giây phút này Anh hưởng như chút lý trí không còn Bác ngã xuống dưới nền Nhìn rõ người trước mặt là em trai mình Cố viễn thần dáng vẻ đầy sự phẫn nộ Cố bác quát lớn Thần em phát điên cái gì thế Khỏe môi thần nhấc lên Vừa chế giễu vừa khinh bỉ người anh mà mình tin tưởng Giọng anh chậm rãi nhưng lạnh như băng Cố bác Anh còn hỏi tôi à Của mẹ nó Anh làm gì thời nhiễm của tôi các người tại sao ép cô ấy rời khỏi tôi rốt cuộc bạn gái tôi đắc tội gì tới các người Sao các người làm vậy với cô ấy Anh như muốn phát điên Vừa lớn tiếng Vừa vung nắm đấm vào mặt cô bác Nhưng vô dị năm đó Cô bác đã ngăn mẹ mình Anh ta biết kết cục không tốt Nếu như thời nhiễm cứ bên cạnh thần Anh ta biết chuyện nhưng không nói với thần Hoàn toàn không nhúng tay vào chuyện mẹ mình Mà chỉ mang tội che giấu Thần vừa bất lực Vừa khổ sở anh cảm giác bản thân như sống không bằng chết Anh mấp máy môi lầm bẩm Tại sao? Tại sao các người tổn thương cô ấy? Khóe môi bác bật máu Đôi mắt mơ hồ nói với thần Không đánh lại Cũng không phản kháng Bản thân chính là đang chịu những lỗi lầm bản thân gây ra Cô bác nhìn anh lên tiếng Thần Anh không nên giấu em Nhưng năm đó anh ngăn bà ấy lại Đã khuyên bà ấy vô số lần Em thấy tiểu ly của anh chứ cô ấy chưa thể mở mắt nhìn anh năm đó nếu anh kiên quyết ngăn lại để hai đứa đến bên nhau kết cục cũng chỉ có thể khiến nhiễm trở thành tiểu ly thứ hai bản thân anh cũng rất khổ sở vì bất lực bản thân vô dụng cũng không giúp được gì thần đứng dậy buông của áo cố bắc đôi mắt lạnh lẽo anh nhìn anh trai của mình nói các người vứt bỏ tôi đã đành ép buộc cô ấy vứt bỏ tôi mẹ kiếp như vậy quá tàn nhẫn về sao đừng xen vào chuyện của tôi con dám động vào cô ấy Tôi phanh thay các người Thần nói xong đều không tỉnh táo mà bỏ đi Thần biết cô bác muốn tốt cho anh Nhưng anh không chấp nhận Người bên cạnh mình tin tưởng lừa mình Cho dù không hận nhưng vẫn tức giận Hơn ai hết Anh biết nỗi khổ của cô bác Người yêu anh ấy đến hiện tại Vẫn nằm trong phòng bệnh chăm sóc đặc biệt Chưa có dấu hiệu tỉnh lại Chị Bentley được anh lái về Bắc Liêu Nhà chính cô ra Trời dạng sáng rồi anh không ngủ Chẳng có tâm trí đâu nghỉ ngơi Anh không dám tưởng tượng cảnh tượng năm đó của nhiễm Ở cố ra Bà Lam bàng hoàng khi nhận tin tức từ thám tử Mà run rẩy không dám tin Hạ ra lại dám cả gan mượn danh của bà Hôm nấy bà gọi điện muốn cho người cảnh cáo nhiễm Nhưng không ngờ hạ ra nhúng tay cho người lái xe tông thở nhiễm Nếu lần này để thần biết Đừng nói hạ ra Ngay cả bà cũng mất đi con trai Tâm tình không khỏi khủng hoảng Đột nhiên nghe tiếng xe Là bà giật mình đưa mắt nhìn ra ngoài Nhìn chiếc xe quen thuộc của thần Cơ thể bà run rẩy Từ trước đến nay mới có dịp gì Thì anh mới về Không thể nào tùy tiện về đây mà không báo trước Bà nhìn anh bước vào dáng vẻ bình thản không biểu lộ cảm xúc Bà lên tiếng Con về có việc à Ăn gì chưa mẹ nấu cho con Bà đứng dậy hỏi Nhưng thần không nói một lời đi đến trước mặt bà rồi mở đoạn thoại đặt xuống màn đôi mắt anh lạnh lẽo đến đáng sợ nhìn bà cơ thể bà bất động giọng nói vang lên chính là giọng của mình anh im lặng cho đến khi đoạn game kết thúc vẫn tiếp tục mở ảnh lẫn thông tin anh điều tra được cho bà xem bà liếc mắt nhìn điện thoại của anh rồi hốt hoảng ngã phịch xuống sofa sao thế không nói được gì à thần ơi con con nghe mẹ nói Bà đứng dậy đầy hoảng hốt muốn giải thích Anh cười nhạt Giải thích à? Bà vứt bỏ tôi vô số lần Bà muốn người duy nhất bên cạnh tôi vứt bỏ tôi nữa Bà có phải mẹ tôi không? Tại sao bà độc ác như thế? Bà ép cô ấy rời khỏi tôi Truy sát cô ấy Khiến cô ấy suýt nữa thì bị hãm hại Bà nói xem Bà định nói gì cho tôi tin bà đây Anh vừa lạnh lẽo vừa quyết đoán không chút lung lay Bà tiến đến một bước Anh lùi hai bước đầy chán ghét Bà nhịn không được mẹ muốn tốt cho con mà con nhỏ đó nó không xứng bên cạnh con. Thần cầm chiếc cốc đập xuống nền nhà vỡ tan, anh lật đổ cả cái bàn trà. Sự phẫn nộ không thể kiềm chế được, đau khổ ân hận bất lực chính với người mẹ mình. Tốt cho tôi à? Bà vứt bỏ tôi khi tôi bị đuổi học, bà ép cô ấy rời khỏi tôi, các người vứt bỏ tôi thôi chưa đủ, muốn khiến tôi khổ sở đến chết à? Bà nói cô ấy không xứng ở cạnh tôi, vậy bà không xứng làm mẹ tôi. Giây phút này Thần cảm thấy bản thân bất hiếu Nhưng anh thực sự nhịn không được Bà gái anh bị mẹ anh hại Chính mẹ anh truy sát Cho dù nghe theo lời bà ấy Mà đứng hình nhìn anh Rồi bà tức giận nói lớn Bất hiếu Còn ăn nói với mẹ như thế à Tôi bất hiếu Được tôi bất hiếu Tám năm qua bà nói với tôi thế nào Bà nói với tôi Nhiễm chê bai tôi kém cỏi Nói cô ấy chạy theo hư vinh Cho nên mới vứt bỏ tôi Bà luôn cho cô ấy là kẻ xấu Luôn nói cô ấy trước mặt tôi Khiến tôi nghĩ oan cho cô ấy Bà độc ác thật Khiến tôi thực buồn nôn đấy Ép cô ấy vứt bỏ tôi Khiến thời gian phá sản Khiến bạn gái của con trai bà đến mức không thể tỉnh Lại còn cho người truy sát bạn gái tôi Tôi thực lòng muốn hỏi xem Tôi là con bà ư ừ, Tại sao bà đối xử với tôi như vậy Thần nhìn bà Ánh mắt vừa dễ cợt vừa đáng thương trong lòng đau đớn tả không được Bà bất động nghe những gì anh nói Bà không thể phản bác Cũng không thể biện minh Bây giờ bà thử không biết nên nói gì nữa Chỉ có thể đứng nhìn anh Anh nhìn bà Cả người tỏa ra sát khí tai nạn của bạn gái tôi Do bà gây ra đúng không Bà Lam nghe đến đây bà phản kháng Không phải Mẹ không liên quan đến chuyện của thời nhiễm Những chuyện trước đó mẹ là mẹ nhận Nhưng tai nạn của thời nhiễm là hạ gia làm Bà không làm, tất nhiên chết cũng không nhận. Tôi gửi toàn bộ bằng chứng cho cảnh sát, họ đến tìm bà nhanh thôi. Tôi gọi bà tiếng mẹ, xem như về sau chúng ta không liên quan. Nếu để tôi biết bà động và thờ nhiễm, tôi không bỏ qua đâu. Thần, con là mẹ sinh ra, có không thể vứt bỏ người sinh ra con như thế? Bà hoảng hốt nghe rằng anh không xem bà là mẹ, cũng không bao giờ chấp nhận bà, liền lên tiếng muốn giữ anh lại. Lúc này cô bác về đến Gương mặt đầy vết thương bước vào bên trong nhìn bà Thành âm nhạt nhẽo của cô bác vang lên Mẹ Mẹ sinh ra em ấy Vậy mà bức em ấy đến mức suýt nữa thì tự sát Khiến em ấy bị đuổi học Chưa từng quan tâm cảm xúc em ấy Khiến bạn gái nó suýt bỏ mạc ở nơi đất khách Như vậy nó có nhân nhượng lắm không ạ à? Cô bác nhìn mẹ bằng ánh mắt đáng thương Cũng chán ghét Thực sự quá mệt mỏi khi phải che giấu sự tật này Bà nhìn cô bác không biết nói thế nào chỉ thấy thần lạnh lẽo đứng nhìn bà Hai người con bà đẻ ra Đều đối đầu với bà chỉ trích bà Giọng của bác nghẹn ngào Mẹ nhớ không Ngày trước con bước vào về lấy đường Là ngày con nhận tin bà gái con tự sát Cô ấy đâu có tội Cô ấy ngây thơ Mà kệ khổ sở bên cạnh con Nhưng bây giờ cũng vì con mà chưa tỉnh lại Ngày anh chấp nhận liên hôn Để tốt cho tiểu ly của anh Ngày cô bác khoác lên người áo vest Bước vào lễ đường Bà gái anh tự sát Hôn lễ không thể diễn ra Cô bác hủy bỏ hôn ước Chạy đến bệnh viện Bác sĩ chuyển cô sang Mỹ sau khi phẫu thuật Họ nói cô không nguy hiểm tính mạng Nhưng cũng không có ý định muốn tỉnh lại Chính lúc đó Vì cãi lời bà cho nên cô bác mới chịu cực khổ Bà mới quay sang thần Rồi ép thần rời khỏi nơi đây Khiến anh rơi vào trầm cảm Mà có ý định từ bỏ cuộc sống Thần chán nản không muốn nói Anh từng nghĩ Nếu như chuyện cô gặp tai nạn Thực sự liên quan đến mẹ anh anh nhất định khiến bà ân hận một đời Nhưng không ngờ liên quan đến hạ gia Bọn họ cho rằng anh quá nhẹ tay ư Anh xoay người Không muốn ở lại đây thêm Anh và họ không bao giờ liên quan đến nhau Cố thị sẽ để cho cố bác quản lý Anh không còn là con của bà Anh không chấp nhận được Không thể chấp nhận người vứt bỏ anh Lại độc ác như thế lại làm mẹ anh Anh thực sự cảm thấy buồn nôn Xoay người muốn rời khỏi cố gia Bà anh từ trên lầu đứng nhìn anh lên tiếng có về nữa không Thần dững lại không thèm nâng mi mắt Cũng không quay đầu chỉ nhàn nhạt, nhạt, hỏi Bà cũng biết hết tất cả ư Ông không đáp cũng tự hiểu ra Bọn họ ai cũng biết Chỉ quay ngu ngốc làm con cờ Vì họ vờn qua vờn lại như thằng ngốc Bị họ lừa suốt 8 năm Anh cười nhạt Vậy không cần về Từ nay về sau con với cố ra không liên quan Cố thì con chẳng cần Cứ để cho cô bác giữ Nói xong anh dứt khoát rời đi không quay đầu quyết đoán không chút rung động. Người ba như ông có thể không đau lòng ư? Dù sao ông chứng kiến thần lớn lên, nhưng bà ấy là vợ ông, ông không ngăn được thì cũng là lỗi của ông. Kết quả ngày hôm nay là lựa chọn năm đó của bà đấy." Ông xoay người lên lầu đầy lạnh lùng. Nhiễm ngủ một ngày một đêm, được thần bên cạnh, anh chưa từng rời bước khỏi phòng bệnh trừ khi có ca phẫu thuật. Mỗi giây mỗi phút anh đều cảm thấy đau đớn. Khoai mắt rơi ra giọt nước mắt chảy dài trên má. Tám năm, bọn họ bỏ lỡ nhau tám năm chỉ vì mẹ anh. Người suốt tám năm cô chịu oan ức, anh lại không chỉ biết, chỉ có thể trách cô. Nhiễm mà sao không nói cho anh nghe? Tại sao khổ sở như thế một mình? Môi anh mấp máy, anh nắm chặt tay cô, mũi cũng đỏ hoe. Anh chỉ cần cô, đời này chỉ cần mình cô. Nhưng anh làm sao còn đủ tư cách bên cô Người người nhà nhà khiến anh khổ sở suốt 8 năm Anh có không hay biết Để cô cử khổ thì lấy tư cách gì bên cạnh cô Mì man anh chớp chớp Cái hôn lên mu bàn tay cô Rồi đứng dậy hôn lên trán cô Đợi anh Anh đòi lại công bằng cho em Nụ cười chết môi anh trở nên nguy hiểm Thần xoay người rời khỏi phòng bệnh Cũng là lúc ngón tay của nhiễm khẽ động Nhưng anh không thấy Anh cầm điện thoại bảo trợ lý đến chăm cô còn anh mang đồ đến hạ gia Anh nhất định cho bọn họ trả giá Vì động vào cô gái của anh Cầm túi đồ Trong đó có rất nhiều chất độc Có có độc của rắn hổ mang Độc của bọ cạp và rét Được anh đựng trong lọ Bên trong có kim tiêm Anh đặt nó bên trong chiếc ba lì Rồi lái đến hạ gia Suốt đoạn đường đi Sao mặt anh tối sầm không chút cảm xúc Lại mất 30 phút đến hạ gia anh lạnh lẽo vung chân đá vào cổng khiến nó vỡ ổ khóa. Một thân đen lấy, anh mặc trên người áo sơ mi đen, cụ quần tây đen, đội mũ lưỡi chai bước vào bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo quét qua ba mẹ hạ bị người của anh trói lại khi định bỏ trốn. Đi đến bên cạnh sofa, anh ung dung ngồi xuống, đặt chiếc túi lên bàn trà. Ánh mắt anh lạnh lẽo nhìn hai người trước mặt sắc mặt trắng bệch, sợ à? lúc hai người cho tài xế đâm vào xe bạn gái tôi có nghĩ đến chuyện này không có người tưởng nói thần vui vẻ hay tức giận không có gì nhưng đáng sợ nhất khi anh bình thản như không có gì nhưng từng chút từng chút giải vò tâm lý người khác anh muốn lấy mạng bọn họ muốn họ chịu những đau đớn mà nhiễm nhà anh đã phải chịu đựng nhị thiếu cậu tha chúng tôi lần sau chúng tôi không dám nữa Ma của Hạ Thư lên tiếng cầu xin anh Ông chưa từng thấy dáng vẻ này của anh Cho nên ông ta sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu Thân ngồi xổm xuống Anh cầm con dao Rồi lấy bật lửa hơ lên con dao nhỏ Các người có có lần sau à? Anh vừa bí ẩn vừa nguy hiểm nhìn hai người bọn họ Anh sẽ dóc thịt Rồi dùng độc đổ vào vết thương Khiến họ từng chút từng chút cảm nhận đau đớn Lúc này ở bệnh viện Nhiễm mê ẩm khắp người cơ thể chậm rãi mở mắt, cô muốn tìm bóng anh nhưng cô không thấy anh đâu. đột nhiên trái tim nhói lên, cô vươn tay tháo máy thở khỏi mặt mình, muốn ngồi dậy nhưng không thể ngồi. cô đau quá, chân cô đau, không phải gãy xương nhưng vết thương phải khâu rất nhiều mũi. Sở Lý vừa thấy cô tỉnh lại vui vẻ gấp gáp, chị nhiễm chị tỉnh rồi à? chị có đói không? em lấy cháo cho chị. cô không quan tâm lời cậu chị mấp máy môi chậm chạp thần thần đâu rồi anh ấy đến hạ gia anh ấy nói đi lấy lại công bằng cho chị anh sẽ nói cho cô nghe lý do anh đến hạ gia sắc mặt cô tái mét đưa tôi đến hạ gia nhanh lên đưa tôi đến đó đi ngăn anh ấy lại Con người anh ấy trong sạch như vậy đám người đó bẩn thỉu không được để anh ấy chạm vào cô không muốn thần của cô giết người Càng không muốn anh vì cô bất chấp cả tương lai phía trước Trợ lý nghe cô nói cũng hoảng hốt Lấy xe lăn dịu cô ngồi lên Rồi cẩn thận để cô ra xe Cậu ta để cô ngồi ghế phủ Xe lăn được xếp lại gọn gàng vào hộp xe phía sau Lời nhiễm nói cậu không dám làm trái Trái lời cô khác nào trái lời anh thần đâu Cậu ta đúng thực là trợ lý của anh Tốc độ lái xe không thua kém anh là bao Bất chấp luật giao thông lao trên con đường Đèn đỏ cũng không thèm dừng Mà bóp còi cho người ta né Trên xe dừng trước nhà hạ Gia Cô thấy xe anh ở đây Cổng nhà đã được mở Trợ lý dùng xe lăn để cô ngồi vào Rồi đẩy cô vào bên trong Dù khoảng cách còn rút xa Nhưng cô nhìn ra anh ngồi xổm, Trên tay còn cầm con dao Nhiễm run dậy gọi Thân à, anh mau dừng lại Thân vừa định đặt con dao xuống dóc ra Thì nghe tiếng cô Anh sững lại giật mình chậm chậm quay đầu Nhìn nhiễm trên xe lan được trợ lý đẩy đến Anh buông con dao gấp gáp chạy đến chỗ cô Xem ở đây Vết thương chưa lành chạy đến đây làm gì Anh có chút tức giận Vì cô không lo cho bản thân Lại tùy tiện chạy ra ngoài Cô không quan tâm Chỉ mỉm cười nắm tay anh Em đến đón anh về nhà Thần à chúng ta về thôi Anh đừng giết họ Họ phải chịu trừng phạt của luật pháp Có con người anh trong sạch Tương lai còn có em là nhà cho nên đừng chạm vào họ Họ không đáng để anh động vào Họ là người xấu Anh đừng để bản thân bị họ làm cho xấu đi biết không Cô chậm rãi nhìn anh từng chút từng chút Cô nắm chặt tay anh Thần lúc này cảm nhận cơ thể cô run lên Cô gái của anh đúng là lương thiện Cho dù người hại cô Cô không nỡ giết chết bọn họ Lại có khuyên nhủ anh Cô nói đúng Họ là loại cặn bã bẩn thỉu Anh không nên chạm vào anh nắm tay cô ngồi xuống Nắm hai tay đặt trên đùi cô Ngưỡng đầu đôi mắt đáng thương Nhiễm anh xin lỗi Là anh không bảo vệ tốt cho em Em đừng vứt bỏ anh được không Anh không còn ai nữa Chỉ còn mình em thôi Anh và cố gia sẽ không liên quan Anh và cố thị càng không liên quan nữa Cô gật đầu Vươn tay xoa nhẹ đầu anh Anh còn có em Sau này em là nhà của anh Em không cần anh phải có tất cả cho dù anh không có gì Anh vẫn còn có em Em không chê bai anh Cũng không ghét bỏ anh Cuộc khom người hôn lên trán anh Anh vô tội em biết Em không cực khổ Em cảm thấy nó xứng đáng Vì bản thân đã cố gắng bước đến bên anh thêm lần nữa Anh không cần đau lòng Anh đau lòng em cũng không vui Nhiễm trước khi đến Cô đã gọi cho cảnh sát Còn báo án cho nên rất nhanh Cảnh sát cũng tới Đợi khi cảnh sát mang hai người kia đi Cô nhìn anh Thân à chúng ta về nhà thôi Anh gật đầu chậm rãi đứng dậy a môi mình lên môi cô Nhiễm về thôi Thần cầm lấy xe lăn Anh chậm rãi đẩy cô ra xe Anh không cần gì Bởi vì có nhiễm anh có tất cả Cô chính là người nhà Là người thân duy nhất yêu thương anh Cô là người lo lắng cho anh nhất Để ý đến cảm xúc của anh nhất Cô thở vào nhẹ nhõm Tâm tình tốt lên vì đến kịp lúc ngăn anh lại Đối với cô Thần chính là giới hạn Là chấp niệm Cũng là ngoại lệ duy nhất của cô Cho nên vì anh quá tốt Em phải cố gắng xứng với anh Vì anh quá đỗi hoàn hảo Cho nên đời này em cho anh vị trí Mà không phải tranh giành với bất cứ ai Và cũng không ai có thể tranh giành được với anh Thần đưa cô về đến bệnh viện, anh cẩn thận xử vết thương cho cô, vẫn im lặng không nói gì, chỉ chăm chú làm việc của mình. Cô lặng lặng nhìn anh, cuối cùng nhịn không được và vỡ bầu không khí yên tĩnh. "Thần, em muốn ôm." Anh ngẩng đầu nhìn cô, biết cô đang muốn dỗ dành mình, liền vươn tay ôm cô trong lòng, nghiêng đầu hôn lên má cô. "Thiệt thòi cho em." "Em đâu có thiệt, có được anh, em cảm thấy bản thân không thiệt chút nào." Nhiễm nâng mặt mình rồi nhìn anh Cô áp môi mình lên môi anh Thần mở to mắt giữ gái cô đáp lại nụ hôn Tay anh bắt đầu không yên phận Rồi đột nhiên nhớ ra cô bị thương Anh không thể làm chuyện đó được không thể nói được gì Anh chỉ có thể ngậm ngùi đứng dậy Đi thẳng vào bên trong nhà vệ sinh xả nước lạnh Nhiễm suýt chút nữa bật cười Vì thái độ của anh Chẳng khác nào con sói đói Nhìn thấy thịt nhưng lại không thể ăn Cứ thế ngậm ngùi mà xả nước lạnh cô cầm điện thoại lướt lướt bảng tin ngày mới, lấy thấy tin tức mẹ anh bị cảnh sát bắt, nhưng nói đi phải nói lại, cô không muốn nhìn bà thế này, dù sao cũng là mẹ anh. cô không ngờ người nhỏ hạ lại muốn cho người giết cô. đến lúc anh quay ra, cô ngủ quên rồi, che tay cầm điện thoại xem tin tức. anh bước đến gần cô lấy cái điện thoại để ra bàn bên cạnh, rồi chỉnh chăn cho cô. ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Anh không người hôn lên chán cô Anh bước ra khỏi phòng bệnh Cầm điện thoại gọi cho trợ lý Rồi trực tiếp đi ra xe Vừa nghe điện thoại Vừa lái xe đấy sở cảnh sát Đầu dưới bên kia trợ lý anh lên tiếng Alo em nghe anh thần Thần đảo mắt nhìn đường Nhìn kính chiếu hậu Cậu mua giúp tôi một căn hộ Không gian thoáng mát một chút Trợ lý quanh lên tiếng thắc mắc Chẳng phải hôm trước mua một căn rồi à? Chẳng nhẽ muốn đổi nhà cảm thấy nhà đó bé quá ư mua nhiều chút chân chị nhiễm cậu đi lại không tiện cô ấy đi nhiều sẽ mệt như vậy có thể vào nhà nghỉ ngơi dù sao là nhà cô ấy thì thoải mái hơn thần vừa quẹo xe vào sở cảnh sát rồi dừng lại cầm lấy điện thoại rồi bước xuống xe trợ lý của anh chỉ biết lắc đầu bất lực đây chính là cách thể hiện tình yêu của người có tiền ư anh bước vào bên trong nói với cảnh sát trưởng chuyện của hạ gia yêu cầu gặp người nhỏ hạ dáng vẻ lạnh lùng của anh khiến vị cảnh sát trưởng giật mình cũng tốt dù sao là người quen của tư thành cho nên người ở trong tù cũng chẳng vui vẻ là bao nhiêu chàng đại ung dung bắt chéo chân tay đeo đồng hồ của nhiễm đã mua cho anh gương mặt góc cạnh đầy lạnh lùng đôi mắt như muốn bắn ra đạn ghim thẳng vào người trước mặt chỉ mời mấy tiếng nhìn ông ta và vợ ông ta xanh xao mặt cắt không còn giọt máu. Thần nhìn ba của Hạ Thư lên tiếng mỉa mai. Sao? Chỉ mới mấy tiếng thành bộ dạng này rồi cũng thực đáng thương. Ông ta nhìn anh như muốn nhai tươi nuốt sống. Ta vẫn cảm thấy mày đáng thương hơn khi bị chính người nhà mình lừa gạt. Ông ta khinh bỉ nói với anh. Gương mặt anh không chút cảm xúc. Vậy à? Tôi cũng hối hận đấy chết khi hôm đó không nhanh tay hơn một chút khiến cả nhà ông chết dần chết mòn. Như thế mới có thể chút giận cho vợ tôi Anh muốn nghe theo cô Không động vào bọn họ Nhưng anh cũng không có ý định để yên cho bọn họ nhờ nhơ trong tủ như vậy Ông ta dùng tay đập bàn một cái Rồi trồm đến trước tấm kính chắn muốn đánh anh Nhưng cảnh sát đã ngăn ông ta lại Hân nhớn mày đứng dậy phủi phủi quần áo của mình Chỉnh lại đồng hồ trên tay mình Rồi đút tay vào túi quần nhìn ông ta Tôi đến đây muốn nói cho ông nghe Vợ tôi không cho tôi động vào ông vì cối sợ bẩn tay tôi nhưng tôi bẩn cũng được về nhà mua xà phòng rửa đi rửa lại sẽ sạch sẽ ngay cho nên ông cứ chờ cả nhà ông sẽ chết dần chết mòn trong tù đặc biệt là đứa con gái nghiện ngập của ông ánh mắt anh trở nên nguy hiểm Không người nó với ông ta khóe môi còn nhếch lên đầy khiêu khích anh biết cho dù anh không làm gì có người cũng sẽ không bỏ qua thậm chí người đó còn thẳng tay hơn anh anh ta chỉ là đang đội lốp người thôi Nhưng chắc chắn chuyện này anh ta không bỏ qua Đại thiếu gia tư gia có thể hiền lành được ư Nhưng vật tay anh ta đỡ hơn là bọn họ và tay anh Bởi vì anh sẽ khiến họ cảm thấy đau đớn đến mức phải xin anh Vậy mà vợ anh lại thích sạch sẽ Cô ấy không muốn anh bị vấy bẩn Tạm biệt và không hẹn gặp lại Thần xoay người phất tay rồi rời khỏi sở cảnh sát Anh vốn định sẽ xem qua mẹ anh chút nhưng sợ gặp bà ấy Rồi anh không kìm chế được bản thân mình Con người bà ấy khiến anh cảm thấy kinh tởm sợ hãi Không dám đối diện Từ bé bà không yêu thương anh Vứt bỏ anh Vậy mà ép buộc người yêu thương anh vứt bỏ anh Khiến anh sống không bằng chết Tâm trạng anh chưa nguôi giận Có thể anh nhớ mãi không bao giờ quên Bây giờ người nhà của anh chỉ có thời nhiễm Ngoài ra không còn ai Chỉ cần có cô anh có tất cả rồi thời gian cắt chỉ lẫn xuất viện của cô được anh sắp xếp bình thường chỉ hai tuần có thể xuất viện nhưng bác của bệnh viện tận hơn một tháng khiến cô rất khó chịu thần đến cầm túi to túi nhỏ đựng đồ xuất viện của cô ra xe sau đó mới cẩn thận bế cô ngồi vào ghế phụ nhìn mặt mày cô nhăn nhó liền hôn lên một cái chúng ta về nhà của mình thôi anh đóng cửa xe vòng qua ghế lái lái xe về trung tâm hổ thành Biệt thự anh mới mua ở trung tâm Khu cảnh rất đẹp Lại thoáng mát giúp cô thoải mái đầu óc Cô nhìn anh Khu cảnh ở cùng anh Cô tưởng tượng vô số lần Nhưng rồi lại sợ Vì anh rất nổi tiếng Bởi cái danh nhị thiếu gia của cố gia Cho nên tin tức của anh cũng rất nhiều Cô nhíu mày nhìn con đường lạ lẫm trước mắt Để quay sang hỏi anh Đây đâu phải đường về nhà Anh mua biệt thự cho em Đồ anh cũng giúp em chuyển đến Thần thong thả lái xe vào khuôn viên biệt thự rồi dừng xe lại. Bên trong có giúp việc bán thời gian đi ra giúp họ cầm hành lý. Thần để cô ngồi lên xe, sau đó gương mặt không chút cảm xúc như người giúp việc. Mang toàn bộ đồ vào bên trong, pha cho tô cốc sữa. Người giúp việc gật đầu chào cô đầy vui vẻ. Bà ấy tuổi khá cao, cô lấy phép gật đầu mỉm cười với bà. Hôm trước gia đình cô đến, Mẹ cô nói một chàng bảo cô về nhà cho bà ấy tịnh dưỡng Nhưng thần lúc đó suýt quỷ xuống cầu xin mẹ cô cho cô ở lại Anh đưa xem xung quanh nhé Anh không người nắm tay cô, hôn lên mu bàn tay cô Cô gật đầu đồng ý để anh đẩy cô đi xem xung quanh Phía bên hông biệt thự có cái tòa nhỏ làm bằng khung sắt Tựa như chiếc lồng chim to đùng dùng trà buổi sáng Nó được quấn dây leo Trong vừa gần gũi với thiên nhiên Vừa thoáng mát Còn phía sau Thân trồng cả vườn sau cũng hoa tulip đủ màu Vì mỗi một màu đều mang ý nghĩa riêng Cô đứng trước vườn hoa tulip màu hồng Hai bên đều là hoa khắp cả một khung trời hoa tulip Cô cảm thấy vô cùng thơ mộng Thần đi đến trước mặt cô Anh quỵ một chân xuống Lấy từ trong chiếc nhẫn Là nhãn hàng mà người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc nhẫn trong đời Anh nở nụ cười nhìn cô Nhiễm, tám năm qua cứ khổ cho em Cảm ơn em vì cố gắng Quá đời về sau của em Để anh thay em gánh vác Em bằng lòng lấy anh chứ Thần nhìn cô ánh mắt mong chờ Đôi mắt chứa nhiều cảm xúc đặc biệt Mà chỉ cô mới nhìn ra Khỏe mắt cô dưng dưng nhìn anh Thần cảm ơn anh vì đã đến Quả đời còn lại xin si chỉ giáo nhiều hơn Cô không muốn bỏ lỡ Người đàn ông này thêm một lần nào Tám năm qua quá đủ với bọn họ rồi Về sau sống chết có nhau Đói khổ không rời bước Cùng nhau bước qua khó khăn Có rau ăn rau Có thịt ăn thịt Anh rơi giọt nước mắt hạnh phúc Nắm tay cô đeo chiếc nhẫn vào Hồ lên mù bàn tay cô một cái Mối gì anh định nhờ đám người hiên Giúp cầu hôn một tay Nhưng anh không tin tưởng họ lắm Chuyện tình của họ họ có chưa theo được Thì sao giúp anh được đây Không người áp môi mình lên môi cô Cô cũng đón nhận nụ hôn của anh Một cách dịu dàng Vòng tay cô cổ anh để tình cảm Thần chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc thế này Ở tận đáy lòng anh Vô số lần tưởng tượng cạnh cô gái nhỏ này gả cho anh Bây giờ có thể thực hiện được Quá khứ hiện tại hay tương lai Đều là thời nhiễm Không cần quá nhiều người chứng kiến Chỉ cần hai ta hướng về nhau Cũng không cần nhiều người đến chúc phúc Vì hai người họ suốt 8 năm cố gắng Đây chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất Có thể vì nhau Cuộc sống có vạn người xuất hiện Nhưng anh chỉ cần em ở lại chỉ cần em quay đầu vẫn chưa rời đi Luôn luôn ở phía sau em ủng hộ em làm những điều em thích Một lòng không thay đổi Chỉ cần trẻ con làm điều em thích Thế giới cạm bẫy ngoài kia anh tình nguyện thêm gánh vác Bà xã này cảm ơn em vì không thực sự vứt bỏ anh Anh tự chán mình và chán cô lên tiếng đầy hạnh phúc Giọng nói nghẹn nghẹn vì rơi nước mắt Cô chủ động hôn lên môi anh Cảm ơn anh vì luôn đợi em Thần à, em thích anh nhất Thích anh cả một đời Vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh Hai người họ yêu đương ngông cuồng hơn một năm Hiểu lầm bỏ lỡ nhau 8 năm 8 năm trước Em vì anh chịu cực khổ uất ức rời đi 8 năm sau Anh nhất định cho em cuộc đời hạnh phúc Đến mức khiến người khác ganh tị Em không cần ganh tị với người khác Vì chỉ có họ ganh tị với cuộc sống của em Cô ở trong lòng anh ngẩng đầu Thân Anh thích làm ở cố thị hơn Hay làm ở bệnh viện hơn Cô nhìn anh hỏi một câu khiến anh không cần suy nghĩ Anh đi làm bác sĩ Đó là vì em Làm ở cố thị thì cũng là vì em Nhưng bây giờ không thể ở cố thị hỗ trợ em Chỉ có vài đồng lương ít đòi của bác sĩ thôi Mong em không chê bai anh Thần ngồi xổm xuống tựa đầu vào đùi cô Giọng điệu có chút trêu chọc Ừ Bác sĩ Thần mong anh làm công việc mà anh yêu thích Không được hút thuốc Sau này hút thuốc thì đừng gần lại em đấy Những nghịch nghịch mái tóc của anh Rồi lên tiếng nhỏ nhẹ nhưng vô cùng có sức nặng đối với anh anh gật đầu anh có thể vì em từ bỏ tất cả thuốc lá là gì chứ ông đây ta bỏ thuốc lá chứ không thể không gần vợ được trên thế giới dù sớm dù muộn dù khoảng cách bao xa chỉ cần chúng ta hướng về nhau thời gian cho ta kết quả ta mong muốn anh có công đợi em cho anh hạnh phúc cho anh vị trí lớn nhất trong lòng em đến khi chân của nhiễm khỏi hoàn toàn anh tiếp tục đi làm Cô vẫn đến TNN quản lý Vì Lạc Tử đã quay về Thụy Điển Không muốn ở lại Hồ Thanh Cô nàng nói Hiên lừa dối cô nàng Cho nên không muốn duy trì cuộc hôn nhân vô nghĩa Buổi tối cô ngồi đọc tạp chí Chân mang dép lê Mặc chiếc áo thun cùng với quần thun dài Ống rộng cạp chun Trong đầu vô vàn suy nghĩ Không biết nên nói gì về anh Cô muốn anh bỏ qua cho mẹ mình Dù sao bà là người sinh ra anh Không thể để như thế hồi lễ của họ không thể không có ba mẹ chồng, cho nên cô phải lựa lời nói với anh. đến tận 9 giờ thần mới về đến biệt thự. căn biệt thự rộng như vậy chỉ có mình cô. vừa thấy bóng dáng anh ngoài cửa, cô nhanh chân đi đến vươn tay ôm lấy anh. bà dã hôn anh một cái đi. hôm nay làm phẫu thuật mệt lắm đấy. thần cũng vươn tay ôm lấy cô, sau đó thỏ thẻ vào tai cô nói nhỏ. anh nghiêng đầu hít mùi hương quen thuộc thuộc về cô thân này chúng ta nói chuyện một chút được không cô vỗ vỗ lưng anh nhỏ giọng anh đứng thẳng người nhìn cô ừ em nói đi nói cái gì ông xã cũng đều đồng ý với em anh hôn lên môi cô nhẹ một cái cô nắm tay anh đến sofa phòng khách ngồi xuống biểu hiện của cô khiến anh có chút khó hiểu không biết cô định muốn cái gì chỉ thấy trên gương mặt cô biểu lộ cảm xúc khiến anh nghi ngờ anh nhìn cô chờ đợi nhìn hít mùa hơi rồi nói với anh bằng cách nhỏ nhẹ nhất thân à Chuyện mẹ anh chúng ta bỏ qua Chúng ta xem như bà ấy hồ đồ Em không trách bà ấy Anh bỏ qua cho bà ấy được không Ánh mắt cô đầy sự mong đợi nhìn anh Tay nắm tay anh rất chặt Đôi mắt đen láy Gương mặt không chút biểu cảm gì nhìn cô Không nói bất cứ lời nào Là anh đau lòng đến mức không biết nói gì với cô Bà đối với cô như vậy Thế mà cô bỏ qua không muốn trách bà Anh tự hỏi Rốt cuộc cô gái nhà anh lấy đâu ra nhiều sự lương thiện như thế cô sợ anh không đồng ý liền gấp gáp nói thêm nghe em nói chúng ta kết hôn không thể không có mặt bà ấy em không muốn người khác đồn thổi chuyện kết hôn nhưng mẹ chồng không tới thần à xem như em năn nỉ anh chúng ta bỏ qua được không thần mệt mỏi thở dài anh ôm cô trong lòng gục mặt lên vai cô thôi được rồi chỉ cần em muốn thế nào cũng được anh thực đau lòng cho cô thật lòng mà nói cô chịu quá nhiều uất ức khiến anh thực sự không chấp nhận được anh đi tắm đi Chúng ta về Giang Thành nhé Mẹ bảo anh về cùng em Cô đẩy người anh ra dục anh đi tắm Mẹ cô nói nếu anh không về cùng Xem như bà không có đứa con rể Anh gật gù hôn lên môi cô mấy cái Rồi mới chịu đi tắm Khiến cô thực sự muốn đánh trách cái người trước mắt này Lái xe về đến Giang Thành thì đã khuya Nhưng ba mẹ cô vẫn đợi ở phòng khách Có có thời bác ngồi bên cạnh gật gù vì buồn ngủ Nhưng vẫn muốn đợi chị gái mình về Thần bước theo phía sau cô Lâu rồi không quay lại nơi này Với tư cách bạn trai cô Mẹ thấy hai người về thì vui vẻ đứng dậy Về rồi đấy à Ăn gì chưa Mẹ hâm đồ ăn cho hai đứa Thật ra bà bỏ anh đến Vì muốn nói chuyện kết hôn của hai người Không cần đâu ạ Một lát nữa bọn con tự làm được Mẹ ơi mẹ đuổi thời bác về phòng ngủ đi Con thấy mắt em ấy sắp không chống cự nổi rồi Cô nắm tay anh đến sofa ngồi xuống Cô cảm thấy tay anh nóng đến mức đổ mồ hôi từ lúc bước vào đến giờ cuối cùng anh cũng lên tiếng chào ông bà hai bác con mới đến ạ vẫn gọi là bác á hai đứa không định kết hôn à mẹ cô ngồi xuống nhìn anh nói ba cô cầm điều khiển chuyển kênh truyền hình trần vát chéo vô cùng lịch sự ông khẽ gật đầu rồi không nói gì khiến cho thần càng muốn đổ mồ hôi hột nhiều hơn chưa bao giờ anh cảm thấy áp lực thế này dạ không ạ con con sẽ lấy cô ấy bọn con nhất định kết hôn ạ thần gấp gáp giải thích Thái độ của anh khiến bà bật cười, hình như anh vẫn rất lo lắng, tay vẫn nắm chặt tay cô không dám buông. Con căng thẳng thế làm gì, thoải mái đi, mẹ cũng đâu phải không đồng ý cho hai đứa kết hôn. Nhưng thần này, mẹ chỉ muốn nói với con, sau này bảo vệ nhiễm nhà mẹ, phải chăm sóc nó thực tốt. Nếu con bé làm gì không tốt, hãy nói ba mẹ giải lại con bé, đừng có mắng nó tội nghiệp nghe chưa. Giọng điệu bà vừa ân cần vừa lo lắng. Anh gật đầu Con chỉ không tốt Cô ấy không có gì không tốt Nếu như cô ấy không tốt Con phải xem lại bản thân con trước Anh nghiêm túc lên tiếng Nếu như một ngày anh để cô khóc Đó chính là sự thất bại của anh Mẹ xem ngày lành rồi Đầu tháng sau có thể tổ chức hôn lễ Mẹ cô gật đầu Trong lòng cũng yên tâm hơn Những mở to mắt Không ngờ bà còn chuẩn bị sớm hơn cô Còn coi cả ngày rồi ư trong khi cô chưa biết hôm nào sẽ đi xem máu cưới Nhưng cô lại không biết Thần đã chuẩn bị tất cả cho cô Chỉ đợi cô gật đầu Mọi thứ lập tức diễn ra ngay Anh đưa mắt muốn xem ý kiến của cô Nhưng cô chưa nói gì Mẹ cô nói tiếp Con mặc kệ nó đi Mẹ định cưới nó không muốn Thì cũng phải lấy con thôi Ba Ba xem mẹ bên anh ấy Con còn chưa có lên tiếng Nhiễm chỉ có thể đưa ánh mắt cầu cứu ba nhưng ông liếc mắt nhìn cô cười nhạo Lời vợ tôi nói Cô nghĩ tôi dám cãi chắc Bà cô lên tiếng nói rồi thôi Tiếp tục ngồi xem truyền hình không thèm quan tâm Mặc cho mẹ cô lo liệu hết Ngồi nói chuyện một chút Thì mẹ cô về phòng Nhiễm đưa bác về phòng ngủ Để anh ngồi ở cùng sofa với ba cô Đột nhiên ông đặt điều khiển truyền hình xuống những người lại gần Khiến anh giật cả mình nhìn ông Thật này, tự lượng của con uống được rượu không? Anh khó hiểu như vẫn gật đầu lễ phép Dạ con uống được chút ạ Không ra đâu Hôm nào lén vợ con mình đi nhậu một bữa Vậy nhá ba về phòng đây Ông nói xong tắt truyền hình Không để anh trả lời trực tiếp đi lên lầu Để lại anh đứng đó nhìn ông đầy khó hiểu Nhiễm từ trên lầu đi xuống Thì anh ngồi ngây ngốc Cô đá đá chân anh Anh ra bàn nướng em à Nên tối thôi Nói xong cô bỏ vào trong bếp Thần đứng dậy đi theo cô vào bếp Giúp cô lấy đồ ăn hâm lại anh vòng tay ôm lấy eo cô Đã cắm lên vai cô sửa hôn vào má Nhiệm đứng yên mặc kệ anh muốn làm gì thì làm Đợi cô hâm đồ ăn xong Anh phụ cô dọn ra bàn Xong rồi mới ngồi bên cạnh cô Gắp đồ ăn để vào bát Nhìn cô một chút anh lên tiếng Nhiệm này đầu tháng chúng ta đi Ireland Tổ chức hôn lễ được chứ Hả tại sao ở Ireland Ở đó chỉ cho phép kết hôn Không cho phép ly hôn Anh muốn cả đời bên cạnh cô Đến đầu bạc răng long, không có ý định ly hôn, nhưng anh lại sợ vợ anh xinh đẹp, cô sẽ đá anh cho nên phải đến Ireland đăng ký kết hôn thôi. Nghe anh nói không hiểu sao cô thấy ấm áp, cô gật đầu đồng ý, chỉ kết hôn không được ly hôn. Một tháng sau, hôn lễ của Thần và Nhiễm được lựa chọn địa điểm ở nhà hàng lớn nhất Ireland. Tất cả được một tay Thần chuẩn bị, từ thiệp mời cho đến việc đón khách từ Hồ Thanh tới. Nhẫn cưới của hai người được đính mỗi chiếc 50 viên kim cương lớn nhỏ. Váy cưới của Nhiễm được thiết kế riêng với số lượng kim cương gần như khắp trên thân. Với hơn 500 viên, chiếc váy cưới tay phồng vừa kín đáo vừa sang trọng. Miếng vải van trên đầu được đính đá quý do chính tay thần lựa chọn vô cùng lấp lánh. Hồ lễ diễn ra với cách bài trí bằng hoa tulip hồng và trắng. Khách mời đều là những người quen và thân tích được đón với chuyên cơ riêng và được đưa đón vô cùng thuận tiện. Tất cả những món đồ cho dù nhỏ nhất ở trên người cô đều là một tay anh chọn. Anh không thích cô mặc váy cúp ngực vì sợ nhịn không có nổi. Hiền, Lăng, Lam, Lan, Lạc Tử, có có cả Thành, những người quen biết đều được mời đến tham dự hôn lễ Ireland. Anh đứng phía trên sân khấu cùng người dẫn chương trình, dáng vẻ nghiêm túc điển trai, cùng bộ đồ vest cưới màu trắng được thiết kế riêng do chính tay nhiễm may cho anh, khiến anh càng thêm tỏa sáng trong mắt người ngoài. Ánh mắt luôn rõ về phía cửa chính Chờ đợi cô dâu mà mình bước tới Anh có chút hồi hộp Tim đập vô cùng mạnh Suy chút nữa đã hít thở không thông Anh khẽ nhéo tay mình một cái Đây không phải mơ Đây là sự thật Anh có thể đón nhiễm của anh về nhà Mẹ anh, ba anh ngồi bên dưới dõi theo anh Dù anh không nói gì Nhưng cũng đã chiều theo ý của nhiễm bỏ qua cho bà ấy Nhưng nó để tha thứ Hình như thần vẫn không nhìn bà lấy một lần cho dù sự xuất hiện của ba mẹ anh Ba mẹ cô cũng vô cùng bình thản Không nói không khó chịu Chuyện qua lâu rồi Bây giờ thứ họ muốn chính là nhiễm có thể hạnh phúc một đời Nhiễm từ phía cửa lớn bước vào Trên tay cầm hoa cưới Phía sau là ánh sáng của mặt trời Thần xúc động đến mức đứng không vững Anh nhìn cô chăm chú không rời mắt Ánh sáng của thế giới Ánh sáng của riêng anh tiến đến cạnh anh Trên môi nhiễm là nụ cười anh nghị không nổi nhanh chân đi xuống chỗ cô giúp cô nâng tà váy dài rồi đi ở phía sau lưng cô hành động khiến cho mọi người cảm thán vì họ chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh cho nên chỉ có thể mát chữ a mồm chữ o nhìn anh và cô họ cảm thấy hạnh phúc lây cô cô di chuyển đến sân khấu bắt đầu buổi lễ người dẫn chương trình cầm micro nhìn nhiễm Thời nhiễm à cô đồng ý lấy anh thần làm chồng cả đời yêu thương lo lắng trung thủy với một mình chồng cùng đi hết quãng đời còn lại để khi răng long đầu bạc. Cái chết cũng không thể chia cách. Cô đưa mắt nhìn anh, tôi đồng ý. Người dẫn chương trình tiếp tục quay sang anh. Cố viễn thần, anh đồng ý lấy cô nhiễm làm vợ. Một đời yêu thương lo lắng, trung thủy với một mình vợ mình. Cùng đi hết quãng đường để khi răng long đầu bạc. Bên cạnh chăm sóc cô ấy, cái chết cũng không chia cách cả hai. Anh trong lòng ngập tràn cảm giác hạnh phúc. Tôi đồng ý, mọi người vỗ tay chúc mừng thần đeo nhẫn lên ngón áp út của cô còn hôn lên từng đốt ngón tay nhiễm cũng đeo nhẫn cho anh cô nhón chân anh khẽ cúi mắt trao nhau nụ hôn dịu dàng ngập tràn hạnh phúc những người không biết có thể nói nhiễm may mắn mới có thể lấy anh nhưng họ sao biết cô cố gắng rất nhiều cố gắng đến mức xem chút không còn mạng sống để cùng anh đứng đây cùng anh đi hết quãng đời còn lại thần bao năm không gần nữ giới một lòng chờ đợi nhiễm Anh xứng đáng hạnh phúc hơn bất cứ ai Vì anh cho rằng bản thân không xứng Cố gắng để tốt hơn Đến mức quên đi bản thân mình rời khỏi môi cô anh thỏ thẻ Thiếu vô nhân quãng đời còn lại trâu cậy với em đấy Nhiễm mỉm cười hôn lên môi anh Ông xã quãng đời còn lại xin được chỉ giáo Hai người họ chính là phát cơm chó Đến mức khiến khách đến dự đỏ hết Cả mặt vì ngại ngùng Đến lúc nhiễm tung hòa Lạc tử đang đứng thong thả không chút mảy may Hiền vốn dĩ không quan tâm mấy cái này Đóa hoa vừa bay đến Anh ta cầm lấy quăng ngược lại cho Lan Cô nàng theo phản xạ tự nhiên chụp bó hoa Khỏe môi lăng cũng nhếch lên không ít Khi nhìn thấy Lan trong chiếc váy xòe Đang cầm đóa hoa chẳng khác nào cô dâu nhỏ của anh Lạc tử nhíu mày nhìn Hiền Bây giờ cô nàng chỉ muốn cách xa anh một chút Chẳng muốn liên quan đến anh Mẹ anh nhìn mọi người vui vẻ chúc phúc cho hai người Bà cũng vui Chỉ là không thể đến gần anh nói chuyện Bà cầm túi phong bì lặng lẽ giữa đám đông Bỏ vào tủ rồi rời khỏi bữa tiệc Thần cố gắng 8 năm Để được nhiễm công nhận Nhiễm cố gắng vượt qua tất cả Chỉ hy vọng cùng anh ở cùng một vị trí Họ cùng nhau từ đồng phục cấp 3 Đến vé cưới Vượt qua biết bao nhiêu chuyện mới về được với nhau Một lòng không thay đổi Chất sau như một Trong lòng chỉ có một người Giữ vững vị trí trong lòng đối phương chưa từng lung lay Ký giấy đăng ký kết hôn xong Hai người đi tiếp khách đến sự Anh sợ cô mệt Cho nên chỉ để cô ngồi cùng đám người lạc tử Còn anh đi mời rượu Em đợi anh chút, anh quay lại với em ngay Hôn lên mu bàn tay cô xuống nghiêng đầu hôn vào má cô Hiền chê bà lên tiếng Này thần, cậu đừng xến rúa như thế chứ Anh nhìn anh ta nhích mép Xến rúa có vợ Còn hơn vị vợ đá Nói xong anh hôn lên chán cô cái nữa Mới chịu đi tiếp khách nhưng thần đúng là chỉ đi một lúc liền quay lại tìm cô Anh chỉ muốn thấy nhiễm trong ngày đẹp nhất Muốn ở cùng cô cho nên không muốn đi tiếp khách quá lâu Anh sợ là cô buồn chán Buổi lễ diễn ra tận chiều tối Khách hứa mới từ từ về phòng được bố trí sẵn cho khách đến dự Còn đám người hiên uống đến mức say khướt Đầu óc không dậy nổi Ở phòng nghỉ Thần nhìn thấy cô ngủ gục trên sofa Anh đi đến chỗ cô cởi áo vest Rồi vén tóc cô ra phía sau Bà xã ơi mình về nhà thôi Về nhà rồi em ngủ Ngủ thế này khó chịu lắm Anh vừa nói vừa đỡ cô ngồi dậy Nhị mắt nhắm mắt mở mấp máy môi Chúng ta đâu có nhà ở đây Về hồ thanh ạ à? Sao lại không có Anh có nhà Ireland Chỉ cần em muốn anh đều mua cho em Bao nhiêu cũng được Ngoan anh cõng em về Anh véo má cô đầy cưng chiều Nhiễm mở mắt nhìn anh Tay đặt ở vai anh nhỏ giọng Thân ơi đánh em một cái được không Để em xem đây có phải mơ không không được, em đánh anh đi Rồi anh nói cho em biết đây có phải mơ không Anh giữ gáy rồi áp môi mình lên môi cô Hai trái tim cùng một nhịp Sóng gió ngoài kia hoàn toàn không ngăn cản được tình cảm tình yêu của họ Tình yêu quá lớn khiến cho người khác ganh tị Dù đi đến đâu, viễn thần cũng chỉ hướng về thời nhiễm Cho dù bất cứ địa điểm nào Cô luôn tự tin với những gã muốn đến gần mình Rằng bạn trai cô là thần Là người tốt nhất trên đời này Hạnh phúc của cô Sự bao dung yêu thương tình cảm của cô Chỉ có thể dành cho một mình anh Còn yêu nhau cứ cho nhau cơ hội Tại sao giải vò nhau nhiều làm gì Nhiễm Tại sao anh yêu em nhiều thế nhỉ Yêu đến mức muốn mang cả trái tim cho em xem ấy, Mang cả tính mạng đã gọn trong tay em Về sau cho em tùy ý quyết định Em nói đi phía tây Anh nhất định không dám đi phía đông Nhiễm anh yêu em Yêu chết đi được ấy <laughs> Thần chỉ cần anh tin tưởng em Em nhất định khiến anh trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời Khiến những người khác phải ganh tị với anh Anh gật đầu nở nụ cười hạnh phúc Chỉ cần quê em bên cạnh Anh đã là người hạnh phúc nhất trên đời Ngoại truyện Lục Bách Hiên Lạc Tử Lạc Tử cuộc sống ở Thụy Điển rất nhàn Hình như chỉ ngồi thiết kế Sau đó quản lý cửa hàng nhưng kể từ khi Hiên xuất hiện ở thủy điển ngồi ở cửa hàng của cô từ sáng đến chiều thì cô rất khó chịu. Giáo mẹ Ung dung mắt chéo chân ở sofa cửa hàng nhìn cô chăm chăm không rời. Nhị không nổi anh, cô đi đến nắm tang trực tiếp lôi ra bên ngoài cửa hàng rồi đóng cửa tiệm. Cô xoay người đi vào bên trong. cũng không phải không có tình cảm với anh, nhưng cuộc sống quanh môn màu môn vẻ gặp rất nhiều người. Cuộc sống của lạc tử thì tẻ nhạt đến lạ, đi sớm về khuya ăn uống tùy tiện bệnh cũng không thèm đến bệnh viện cho nên khi hiên kể từ khi ly hôn liên tục xuất hiện trước mặt cô khi cô vô cùng khó chịu ở bên cạnh hiên tuy anh cái gì cũng có thể cho cô nhưng cô thực sự không chấp nhận được anh bên ngoài qua lại với phụ nữ khác cô thực cố gắng không muốn để ý rồi nhưng mọi thứ nó cứ diễn ra trước mắt đến tận tối cô mới thực sự đóng cửa hàng rồi định đi về bước chân lại sững lại khi thấy hiên vẫn trên người mặc chiếc áo bành tô đứng đó đợi cô Trái tim cô tự khổ sở đến mức cô muốn móc nó quăng đi Muốn yêu uống chú không? Hiện sau buổi trình diễn Anh nhuộm tóc đen Cho nên nhìn anh không phải dáng vẻ phong lưu như bình thường Cô cười như không cười khẽ gật đầu Cô thực sự muốn uống Uống quên đi hết những chuyện đã qua Dù biết chắc sau khi tỉnh lại Mọi thứ không thay đổi Nhưng cô có giây phút thoải mái Vô lo vô nghĩ Hai người đi quán bar trung tâm Cô vô cùng quen thuộc nơi này Số lần quay lại Thụy Điển Cô đến đây nhiều đến mức không tả được Hiền nhìn thấy cô quen thuộc đến mức Đi đến quầy gọi rượu thì nhớ mày không vui Rốt cuộc cô đến đây bao lần Lạc tử do rượu Hùng Dung nhấp ngụm nhỏ Nhìn phía sàn nhảy Hiền lắc lư ly rượu nhưng anh nhìn về phía cô Đừng nhìn nữa uống rượu đi Cô khẽ đưa mắt nhìn sang anh Chạm vào đôi mắt sâu thẳm khiến cô dững lại Nói nghe đi Em đến đây bao lần rồi Hiên nhìn cô lên tiếng chậm rãi Khóe môi cô nâng lên nở nụ cười nhàn nhạt, nhạt, Nhiều đến mức không nếm nổi nữa Tùy tiện đáp một câu Cô có thể khiến cho anh đen mặt Về sau đừng có đến đây Không tốt đâu Anh nốc cạn ly rượu rồi nói với cô Cô nhớ mày nhìn anh chán ghét Anh quản được chắc Lạc tử Mình quay lại đi Anh vươn tay kéo cô áp sát người mình Tay giữ eo Tay giữ cái cô áp môi mình lên môi cô Bắt ép cô đón nhận nụ hôn mưa bão của anh, lạc tự đẩy anh nhưng không thể đẩy anh được, khiến cho cô chỉ biết bất lực để anh hôn. Hiền hôn chán rồi mới rời môi cô. Đầu óc có chút không tỉnh táo, nhìn cô tuyên bố trắng trợn. Đợi anh, anh nhất định theo đuổi em. Anh gục đầu lên vai cô, cọ cọ mũi và hõm cổ cô, giả vờ say, hơi thở nóng hổi phả vào cổ cô, khiến cho cơ thể cô vì thế nóng lên. Hiền, anh say rồi đấy, tôi đi về đi về. Sao tử lượng kém thế này Cô đưa anh ngồi dậy Quét mã thanh toán xong Rồi dìu anh ra xe Lái xe đưa anh về Nhưng cô không biết hiên ở khách sạn nào Bây giờ nhìn anh thế này Cũng không thể hỏi được gì cả Cô nhíu mày đầy khó chịu Tại sao lúc nào Hiên cũng gây phiền phức cho cô Vòng xe lại lái về nhà mình Biết trước thế này Không thèm đi uống vài ly với anh Hiên khẽ hái mắt lén nhìn cô đang tức tối anh biết đường này là đường về nhà cô Cho nên tâm trạng tốt hơn hẳn Mắt cô nhắm chặt đợi cô đưa về nhà Nhà lạc tử chỉ có một lầu Cho nên dìu anh vào bên trong cũng đỡ hơn Cô nghiêng người mở cửa rồi đẩy cửa ra dìu anh vào Hiền hé mắt vừa bước qua khỏi cửa anh đứng thẳng dậy Anh đứng thẳng dậy thoát khỏi tay cô rồi nhanh trí khóa trái cửa Cô ngây ngốc không hiểu cái gì Nhìn anh tỉnh như sáo, còn chưa từng say. Bộ dạng khi nãy là giả dạ vờ ư. Hai mắt cô mở to nhìn anh kinh ngạc Rồi lùi lại khi thấy anh ung dung tiến đến chỗ mình Hiền nhanh chân nhanh tay vươn ra Kéo cô ôm sát vào người mình Lạc tử này Chồng em nghĩ lại rồi Theo đuổi lâu quá em không chịu được Chi bằng để em mang thai con anh Như vậy em không chạy nổi nữa Anh vừa nói vừa hôn vào bàn tay cô Cô bất động mấy giây Mới đặt tay lên người anh muốn đẩy anh ra Nhưng sức cô sao so được với Hiên Mẹ kiếp lục bách Hiên Anh bị hồi thế buông em ra Bố em ra tên khung nhà anh Ừ em mắng đi Mắng cho thoải mái Lát nữa đừng khóc dưới thân ông đây Anh nói xong áp môi mình xuống môi cô Sau đó thành công thực hiện kế hoạch của mình Buổi chiều hiên mặc quần áo chỉnh tề Thậm chí soạn sẵn quần áo cho lạc tử Đặt hai vé máy bay sang Mỹ Để đưa lạc tử đi công viên Disney Anh cầm điếu thuốc giếp một hơi Tay nghe điện thoại từ đứa em rể thân yêu của mình là thần đừng tự ông đây như cậu lần này về có khi tôi mang cả mẹ lẫn con về lúc đấy cậu đừng mở mang tầm mắt thôi anh nhếch mép nó vết thần đầu dây bên kia đáp lại vô cùng thẳng thắn đợi cậu mang cả vợ lẫn con về có lẽ vợ tôi sinh em bé rồi còn mối khoe khoang bị vợ đá mà thích khoe khoang đến vậy ư hiền cứng họng không nói được gì chỉ mắng một câu mẹ kiếp cút đi Giờ cầu tắt điện thoại quay người đi vào trong thì lạc tử cũng đã dậy Cô ngồi trên giường túm lấy cái chăn liếc nhìn anh ánh mắt hình viên đạn Cô bị anh hành cả đêm đến sáng Cuối cùng chỉ có thể ngồi yên một chỗ không nhấc chân lên được Tuy cô không nói gì Nhưng anh tự mình hiểu Rụi bỏ điếu thuốc rồi đi đến bế cô đi vào phòng tắm Đặt cô bồng vào nước ấm Anh cẩn thận lấy sữa tắm cho cô Lạc tử bị hành động dịu dàng của anh làm cho giật mình Cơ thể đau nhức không thể xoay người nhìn anh Là như này Anh lưu số điện thoại mới của anh vào đi Lần trước đi họp cho công ty, anh không biết đánh rơi điện thoại ở đâu nữa. Cô khó hiểu lên tiếng. Anh đổ điện thoại à? Ừ, điện thoại cô bị mất. Mất trước khi buổi trình diễn diễn ra, cho nên anh không nghe thấy em gọi. Anh cẩn thận nói khéo giải thích cho cô nghe, thậm chí nói rõ ràng. Cô mở to mắt, anh mất điện thoại. Vậy chẳng phải cô bị người nhặt được lừa ư? Mẹ kiếp, làm cô tưởng rằng hiên nhẫn tâm bỏ rơi cô. Anh thấy cô im lặng, nhấc người cô lên túm vào khăn mông, sau đó bế cô ra ngoài. Hai tay lạc tử vòng qua cổ anh, để cô ngồi xuống giường. Anh lúc này mới nhìn thấy má cô đỏ ửng, cứ tưởng là cô bị sốt nên hoảng hốt đặt tay lên trán cô, nhưng cuối cùng thấy bình thường mà. Bước đến tủ đồ, anh lấy chiếc váy dài cho cô thay, nhưng anh lại không chịu quay mặt đi cứ nhìn cô chăm chăm. Cô lúc này khác gì trái cà chua, hai má đỏ ửng cả lên. Em thay đồ đi, chúng ta sang Mỹ, anh đặt vé rồi đấy. Anh cầm giày cao gót, sau khi cô mặc xong cái váy, anh quỷ chân rồi nâng chân cô mang vào. Đến Mỹ làm gì? Đưa em đến Disney chơi, sau đó đưa em đến thành Văn Tích Căng. Anh biết lạc tử có tình cảm với anh, cô biết sau khi nghe anh nói, cô biết mình hiểu lầm cho nên mới im lặng không nói gì. Bình thường hai người khác khẩu, cho nên cô rất sợ khi bị anh bắt bẻ trêu chọc. Có phải đến thành Văn Tích Căng á? Anh đi làm việc à Cô nhìn anh Tay đón nhận áo khoác anh đưa tới Hiền cầm vali Mà áo khoác bành tô quen thuộc Sau đó tay đẩy vali Tay đưa đến bế cô lên Đến Disney cầu hôn em Đến thành văn ti căng đăng ký giấy kết hôn với em Con người anh một khi nhìn cô Thì không thể nhịn được mà nói thẳng Cô bị môi Anh nói thẳng như thế em có chưa đồng ý đâu Cô còn chưa đồng ý Cho dù cô không trách anh chuyện cô hiểu lầm đó là vì tại cô trước thì tại sao có thể trách anh hiền bật cười với thái độ nũng nịu của cô cảm thấy thực ra cô không khô khan cô vẫn luôn nũng nịu bỏ sức tranh cãi với anh những vấn đề vô tri nhất tìm cách bắt bẻ anh rồi anh năn nỉ cô cô thực là trẻ con trẻ con một cách đáng yêu nhất trong mắt anh em không đồng ý cả đời này không lấy vợ anh thong thả nó với cô sau đó lái xe đến sân bay hai người đi máy bay đến nước mỹ Suốt quãng đường đi anh luôn chăm sóc cô Sợ cô ăn không được Chỉ gọi mấy cái món quen thuộc Còn để cô dựa vào người mình cho dễ ngủ Anh nhận ra sự đáng yêu của cô Từ lâu đã không còn ở gần nữ giới Chỉ là tính chất công việc Cho nên anh luôn bị paparazzi dòm ngó Rồi tung tin đồn không đúng sự thật Anh không giải thích Vì muốn nhìn thấy cảnh cô ghen Nhưng cô luôn không quan tâm Khiến anh khó chịu chết đi được Vậy mà lúc ghen rồi trực tiếp với đơn ly hôn Rồi đá anh quay về Thụy Điển Thâm tâm của lạc tử mãn nguyện khi nghe giải thích Ngày đó anh đưa cô đến công viên Disney Cầu việc cả đời người đàn ông chỉ được phép đưa một người con gái tới Hiền mang theo chiếc nhẫn cầu hôn lạc tử giữa hàng trăm người đến du lịch Họ vô thức nhận ra chiếc nhẫn anh cầm Chính là chiếc nhẫn Jerry Ring Chiếc nhẫn mỗi người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc cho cô gái của anh ấy Lạc tử à Có thể đồng ý làm vợ anh thêm lần nữa Anh nhất định không khiến em thất vọng khi lời bàn tán lẫn ý nghĩa của công viên disney về tình yêu và nhẫn dr thì lạc tử không khỏi mở to mắt đầy ngạc nhiên cô bật khóc chạy đến ôm chầm lấy anh rồi gật đầu em đồng ý sau khi đeo chiếc nhẫn cô cảm thấy hạnh phúc vô cùng cô ôm lấy tay anh hỏi anh chuyện đến thành vantikang cô muốn đi shopping mua thêm đồ hiên đồng ý đưa cô đi mua sắm cô vừa lựa đồ vừa thản nhiên hỏi sao phải đến thành vantikang không thể đi đăng ký trong nước à anh ở phía sau cầm đồ cho cô, cũng là người đưa thẻ đen cho nhân viên cửa hàng thanh toán. Ở Vatican đăng ký kết hôn sẽ không thể ly hôn đâu. Nếu đăng ký trong nước, lỡ em ly hôn bỏ chạy anh nữa thì sao? Cô ngây ngốc một lúc cũng không rõ lắm tùy tiện gật đầu. Ánh mắt dịu dàng quay nhìn cô chăm chú, cảm thấy tình cảm quay ngày một nhiều và không thể sống xa cô. Muốn đưa em đến công viên Disney. Vì ở đây người đàn ông chỉ có thể mang một người con gái của cuộc đời anh ta đến và không thể đem người phụ nữ nào đến nữa. Đến thành Vatican kết hôn, vì ở đây cũng rất giống Ireland của thần và nhiễm, chỉ đăng ký kết hôn, không thể ly hôn. Anh muốn cả đời bên cạnh em, không thể để em ly hôn bỏ chạy. Đăng ký ở Vatican, dù em muốn cũng không thể vứt bỏ anh. Đăng ký trong nước nguy hiểm lắm, có thể bị vợ đá bất cứ lúc nào. Em cứ vô tư làm điều em thích Tất cả những thứ còn lại Anh thay em làm hết Không để cho em vất vả Lạc tử này Anh gọi tên cô không to không nhỏ Cô quay đầu nhìn anh Sao thế ạ Anh kéo cô ôm trong lòng Chỉ cần em tin anh Anh nhất định không để em chịu thiệt 6 giờ chiều có mặt ở nhà Sẽ không bao giờ chọc giận em Cho em một đời hạnh phúc Không cần ganh tị với người khác Vì chồng em có rất nhiều tiền Không muốn em làm việc vất vả không làm việc chỉ ở nhà anh cũng không chê bai em Cô bật cười Hiên, anh học ai dẻo miệng thế Bà xã anh dẻo miệng với mình em thôi Anh vừa nói vừa hôn lên môi cô một cái Hai người bật cười Trong sự hạnh phúc không chút hiểu lầm nào nữa Bạc Lăng và Dương Lan Lan từ ngày xảy ra chuyện đó với Lăng Đừng nói đi làm mẫu đại diện Ngay cả chụp ảnh quảng cáo cho cửa hàng Còn không dám Cô đóng quân tại nhà luôn vậy mà từ khi dự đám cưới của nhiễm về cô bị lăng mang về nhốt ở biệt thự còn bảo bảo vệ không cho cô ra ngoài khi cô vô cùng khó chịu cô ngồi trên sofa nhìn ra cửa chính cuối cùng tiếng xe vang lên cô ngừng đầu thấy trên tay của lăng là hoa quả vì túi trong cho nên cô thấy anh mua dâu tây cô biết anh mua cho cô nhưng cô thực sự không muốn ăn lan em sao thế sao giờ này chưa ngủ anh đi đến trước mặt người cúi xuống Rồi vén tóc cô ra phía sau Lan nhìn anh Lăng em muốn về nhà Cô không muốn ở đây Thực sự nó bức bối cái cô khó chịu Gần như kiểu bị giam cầm Mà nói chính xác anh đang giam cầm cô Em muốn rời khỏi anh đấy à Anh đối xử với em tệ ư Anh nở nụ cười nhạt Thật ra Lăng biết cô không dám đối diện Nhưng anh thực sự thích cô Khi thích cô anh mới nhận ra mình đối với nhiễm chỉ là cảm mến chứ không thích nhiều như cách anh muốn bên cạnh lan anh có nói bao lần đối với cô thật tốt cuối cùng lúc nào cô cũng luôn tìm cách chạy trốn khỏi anh cánh tay anh lau đến nước mắt trên má cô giây phút cô khóc anh nhận ra anh không nên bắt ép cô đứng thẳng người anh mỉm cười dù trong lòng có chút khổ sở cầm túi dâu tây đưa đến cho cô thôi em đừng khóc nữa anh cho người đưa em về từ nay không bắt ép em, em, không phiền đến em. anh hôn lên trán cô rồi gọi người đưa cô về. lăng quay lưng với cô, bước chân nặng trĩu đi về phòng, không nói gì nữa. cô nhìn bóng lưng anh, nắm chặt túi dâu tây trên tay, trong lòng đột nhiên cảm giác nho nhói. cô bất lực bật khóc nhưng bước chân vẫn đứng dậy rời khỏi biệt thự. đứng trên lầu, anh nhìn qua khung cửa sổ, dáng vẻ cô tuy so với người phụ nữ khác cô cũng cao đấy Nhưng so với anh thì vô cùng nhỏ bé Anh chỉ muốn ôm cô trong lòng Chiếc xe chậm ra di chuyển rời khỏi biệt thự Đến khi khuất dần anh mới đóng cửa sổ Để để ấy rượu ngồi xuống uống Căn phòng không bật đèn để nó tối om không có chút ánh sáng Lan không biết Để cô được ăn dâu tây Lan đi đến rất nhiều cửa hàng để tìm cho cô Vì buổi tối tất cả đã đóng cửa Anh phải bỏ ra số tiền lớn đi đến nông trại ngoại ô tự mình hái anh không nói, nhưng từng thứ cô muốn Lăng luôn tìm cách đem về cho cô. Vậy mà cô chưa từng muốn bên anh, có phải là quả báo không? Anh chơi đùa với nhiều người, bây giờ vì cô đau lòng như muốn chết đi sống lại. Những ngày sau đấy anh không tìm cô nữa, cô không mỗi ngày đứng trước mặt cô nói đông nói tây trêu chọc nữa. Lăng hình như sắp không chịu nổi, anh chính là cảm giác yêu đương à? Là yêu đơn phương nên vậy ư? Anh đến công ty nơi cô làm việc mỗi ngày đổ một chiếc xe để cô không nhận ra đi từ loại xe rẻ nhất đến nắp nhất không bước đến trước mặt cô mà chỉ ngồi bên trong lặng lẽ xem cô tan làm rồi chạy xe phía sau đợi cô vào nhà an toàn rồi lại rời đi lan không thấy anh đến tìm cô không thấy gọi điện nhắn tin làm phiền nữa trong lòng nghĩ anh buông bỏ rồi nhưng cô lại cảm thấy khó chịu không rõ lý do lâu lâu liếc nhìn điện thoại chỉ thấy thông báo công việc chứ không có tin nhắn của anh trở về nhà vào tối khuya anh thực muốn gọi cho cô để nghe giọng cô nhưng ấn vào rồi lại thôi có phải cô không thích anh cho nên anh tốt đến mức nào cô cũng không thích anh là loại người không trong sạch không thể vấy bẩn cô được nữa tránh xa cô một chút sẽ tốt cho cô tiếng chuông điện thoại lặng lẽ vang lên lan đang đợi đầu dây bên kia nhấc máy mất một lúc Lan mới nhàn nhạt, nhạt cắt tiếng alo Lăng à, ngày mai anh bận không? Cô muốn đi ăn với anh Muốn thấy anh, không biết như thế nào Chỉ là giây phút này, chỉ muốn gặp anh Muốn nghe anh luyên thuyền Anh cười nhạt, rồi giả vờ lạnh nhạt đáp Anh bận mất rồi Vậy ngày mốt, ngày kia ấy Anh bận không ạ? À? Cô bật dậy gấp gáp lên tiếng hỏi Ngày nào cũng bận Thôi được rồi, em ngủ sớm đi đừng thức khuya Anh phải làm việc nhé, cúp máy đây Dứt câu anh cúp máy trước khi cô đồng ý anh sợ nếu nói tiếp anh nhìn không được chạy đến cửa nhà cô ngay Lan đầu dây bên kia sững lại Cô nhận ra anh rất khác Lúc trước anh luôn dành thời gian cho cô Dù việc bận cũng không bao giờ cúp máy trước Bây giờ anh quay lại như lúc đầu Ít nói lạnh lùng Không muốn đôi co khiến trái tim cô run rẩy Rõ ràng nói thích cô Vậy mà lại phủ cô như vậy Ghét gặp cô đến thế à Nếu như ngay từ đầu đã thế Sao anh không tránh xa cô Sao ở gần cô làm gì Cô không cần anh chịu trách nhiệm cơ mà Lăng mệt mỏi ngã lưng ra giường Mi mắt nhắm lại không chút động đậy Bất lực khó chịu đau lòng đều có Chỉ là không thể nói ra để giải tỏa thôi Là để xem quán bar mình quản lý Đôi mắt đen lái của cô rơi lên người đàn ông Ngồi bên cạnh người phụ nữ khác Những người còn lại cũng có những cô gái bên cạnh Lòng cô trùng xuống Không có tâm trạng chỉ lặng lãng nhìn lăng nhìn rất lâu mới phát hiện anh cũng xoay qua nhìn mình cô giật mình cúi mặt quay đi chỗ khác lại vô tình va vào người khác ngừng đầu thế luis người bạn cô từng hợp tác chụp ảnh anh ta vậy mà đến đây giải khuây à cô bắt đầu không quan tâm đến lăng mà xoay lại nói chuyện với luis cô đến đây chơi ư luis lên tiếng có chút bất ngờ cô ái ngại mỉm cười gật đầu luis thấy vậy ngỏ ý muốn mời cô đi uống vài ly nhưng cô từ chối vì bảo rằng có việc người của Louis rất tốt cho nên không ép buộc cô lan đi về phía nhà vệ sinh cô liên tục hát nước vào mặt khiến bản thân tỉnh táo cô đứng trước gương cười nhạt không biết bản thân có phải bị điên không lúc đầu không muốn người ta chịu trách nhiệm bây giờ muốn mang cả trái tim giao cho người ta hơn nhiều nước lên mặt không sợ ngục chết à lăng nắm tay cô kéo cô bắt cô đứng đối diện anh Mì mắt cô khẽ chớp chớp Nhìn anh đầy khó hiểu Rút tay lại khỏi tay anh Đừng chạm vào em Anh chạm vào người khác Rồi chạm vào người em rất bẩn Lan vừa nói Vừa xoay người rửa tay rồi bỏ đi Lăng tròn xoay mắt Nhìn cô rời khỏi Anh không hiểu ý cô Có phải là ghen rồi không Lan ghen à Cô ghen có nghĩa là có tình cảm với anh Bước chân anh nhanh chóng đuổi theo cô tới quầy bà Nhìn cô cầm chai rượu Rồi uống hết ly này ly khác cứ như kiểu là vô tri vô giác. Anh nhíu mày đi tới giật lấy ly rượu trên tay cô. Lúc này đôi mắt cô phủ lên một tầm xương mỏng, có chút mơ hồ nhíu mày quay sang nhìn người giật ly rượu của mình. Mười chạm mặt anh, cô cười nhạt mặc kệ anh cầm lấy ly của mình. Cô trực tiếp cầm chai rượu mà hốc, anh trợn tròn mắt giật luôn cả chai rượu. Mẹ kiếp Lan, em điên đấy à? Em muốn chết à? Khỏe môi cô nhếch lên đầy nhạt nhẽo. Cô nhìn anh lời nói lạnh lùng. Sao? Anh không phải rất bận à Anh có thể ở đây quản tụ uống rượu nữa Anh nói ngày nào cũng bận Bận đến đây cùng mấy người phụ nữ khác Không muốn gặp thì nó không muốn gặp Biện lý do nhiều thế để làm gì chứ Dường như cô nói xong Cô không muốn thấy người trước mặt Cô cẩn thận đứng dậy trực tiếp để lại thẻ Rồi loạn choạng ra ngoài Đôi mắt anh nheo lại Lăng đi đến nắm tay cô Rồi kéo một cái vác cô trên vai mình Trước ánh mắt tò mò của nhiều người sau đó bỏ đi thẳng tầng VIP Lan hoảng hốt đánh vào lưng anh Buông em ra chết tiệt Anh nói cho em biết này Anh phải từ bỏ em Anh tốt bụng cho em thời gian thích nghi Em đi nói chuyện với người đàn ông khác trước mặt anh Em đúng là không biết tự lựa sức mình Lăng đánh vào mông cô Vừa đi vừa mắng cô vì tức giận Làn uất ức Em hỏi anh Anh nói anh bận Anh chạy đến đây uống rượu của phụ nữ khác Anh lấy cái gì trách móc em nhiều là tại anh trước Bây giờ còn trách mắng cô à Lăng khóa trái cửa Ép cô dưới thân mình Có không phải tại em ghét bỏ anh Người phụ nữ kia do đám người kia gọi tới Anh có không động vào cô ta dù một ngón tay Em không nhìn rõ là bảo anh bẩn Anh vừa nói Vừa áp môi mình lên môi cô Cô bật khóc dưới thân anh Khiến anh ngẩng đầu bật dậy Nâng đầu cô lên Anh giữ lấy eo cô Tay còn lại lau đi nước mắt cho cô Khỏe môi mang theo ý cười tiểu mít ơi, đợi anh tỉnh rượu sáng mai chúng ta đến cục dân chính anh không ngừng dỗ dành cô gái bé nhỏ của mình ôm cô trong lòng để cô tựa đầu vào vai nghe đến đây trong lòng cô có thêm tiếng thắc mắc anh không đến ireland hay thành vantikang đăng ký kết hôn như mọi người à tại sao đến cục dân chính Chẳng nhẽ không sợ cô đá anh lăng nghiêng đầu hôn lên chán cô bọn họ đăng ký kết hôn ở đó vì họ có nguy cơ bị vợ đá anh đăng ký kết hôn trong nước nếu một ngày em muốn ly hôn Anh cho em hết tài sản, tiền bạc Anh chỉ lấy mỗi em thôi Anh vuốt vuốt lưng cô giúp cô dễ chịu Em không ly hôn đâu Mẹ em nói nếu ly hôn Nhất định cả đời không lấy được chồng nữa Bà ấy nói truyền thống gia đình chỉ một vợ một chồng Cô lẩm bẩm kể cho anh nghe Chuyện mẹ từng nói với cô Ừ, mẹ anh làm chồng em là đúng rồi đấy Đời này em không thoát được anh đâu Đến lúc anh nói xong Thì cô ngủ quên anh chậm rãi dịu dàng để cô xuống giường cẩn thận đắp chăn cho cô rồi kéo cô ôm trong lòng mình kể từ khi gặp em anh không còn qua lại với bất cứ phụ nữ nào cũng không đi nhậu nữa đời tư của anh ở quá khứ có thể không trong sạch như người khác nhưng anh chưa từng lừa em ngày em đến là ngày anh nắng ban mai là người kéo anh khỏi những tệ nạn ngoài kia là người khiến anh mang làm động lực để cố gắng từ giây từng phút từng hành động dành cho em là thực lòng Lan, anh yêu em nhé Cả một đời, kiếp sau kiếp sau nữa Vẫn nguyện được gặp em Muốn được gặp em sớm hơn, để yêu em nhiều hơn Anh gặp em quá trễ Thanh xuân của em không thể có hình bóng của anh Lúc này đây, ngày sinh của nhiễm được thần dự tính trước Cho nên khi cô đến gần ngày sinh Anh lo lắng đưa cô đi nằm viện nghỉ ngơi Tiện thể anh đi làm ở bệnh viện cũng có thể tới lui chăm cô nhớ lại khoảng thời gian cô mang thai, Thật đúng là ông bố bỉm sữa, bởi anh học y cho nên phần trăm phụ nữ mang thai rất giỏi, chia thực đơn ngày một món khác nhau nấu cho quan để cô không ngán. từ quần áo bếp núc một tay làm hết, mỗi ngày cô chỉ cần ăn rồi nghỉ ngơi, khiến cô lo lắng bản thân tăng cân sau sinh. đến giờ và hạ sinh, bụng cô đau đến mức cô túa cả mồ hôi hột, anh đề nghị sinh mổ nhưng cô không đồng ý, cô muốn sinh thường cho nên cố chịu đau. Thần được phép bước vào phòng sinh Anh đứng kế bên nắm tay cô không ngừng động viên Nhiễm à, cố gắng một chút Rồi sẽ qua nhanh thôi Chúng ta sẽ cùng nón bé con chào đời Anh vén tóc cô ra sau tai. Nhiễm bây giờ ngay cả sức đáp lại anh không có Cô đưa mắt nhìn rồi chỉ biết cố gắng để bé con ra ngoài Khi bác sĩ bắt nhịp Tay cô siết lấy cổ tay anh rất chặt Sẽ đến mức bình thường không sao Nhưng hiện tại anh cũng nhíu mày vì đau Suốt mấy tiếng đồng hồ không chỉ cô đổ mồ hôi Anh áp lực không kém Vì đây lần đầu anh làm bố Anh có không dám đi siêu âm xem gái hay trai Anh chỉ thích con gái Vì con gái giống cô rất đáng yêu Cho đến khi tiếng em bé oe oe cất lên Nhiễm tờ phào nhị nhõm Anh cúi người hôn lên trán cô Bà xã vất vả cho em Cô mệt đến mức ngủ thiếp, bị bác sĩ vô cùng vui vẻ Bé em bé đấy trước mặt anh Bác sĩ à, là bé trai vừa dứt câu bác sĩ kia định đưa cho anh bế con trai mình thì anh từ chối mang ra cho chú nói bên ngoài có hiên và lạc tử đến khi cô hạ sinh thần mặc sẵn áo bảo hộ đổi người chính tay anh là người khâu vết mổ ở nơi đó cho cô vừa nhị nhàng vừa cố gắng khâu khiến cô thấy đau anh vô cùng nhị nhàng đối với từng hành động một nửa tiếng sau cô được đưa về phòng hồi sức đặc biệt bé con được hiên bế xong để trong chiếc nuôi bên cạnh giường nằm của cô nghe nói đây là cái nôi chính tay bố nó lắp cho nên cũng không có nguy hiểm gì thật làm hết thủ tục cũng nghĩ ra tên của con trai mình thật ra anh không ghét bỏ con trai mình chỉ là có chút không thích người cùng giới sau này chạm vào vợ anh cô gia viễn là tên con anh nghe đến nghe lui cảm thấy rất phù hợp viễn là chữ lót của bố bố nó giỏi vậy chắc chắn sau này cũng không tệ buổi tối quay lại phòng bệnh của cô anh thấy cô hết thuốc mê mà tỉnh lại Đang nghiêng người nhìn con trai trong nôi Nghe tiếng động cô xoay đầu Hai lỗ tai còn nhét bông gòn Tóc búi tùy tiện nhưng lại gọn gàng Chồng à anh nhìn xem Con trai chúng ta cái gì cũng giống anh Chẳng giống em tẹo nào luôn Cô không hề cảm thấy bản thân để ra bàn sao của anh Mình anh rõ ràng rất tốt Rất tốt cho nên giống anh cũng không làm sao hết Tay cầm túi cháo tổ yến mẹ vợ gửi tới Vừa đặt lên bàn rồi anh múc ra bát, sau đó đi lại chỗ cô ngồi, mà kệ nó đi, em ăn trước đã nào. Ngủ nhiều như thế không ăn gì chắc rất đói. Ngoan, anh đút cho em. Anh vừa thổi vừa đưa muỗng đến trước mặt cô, cô há miệng ăn rất ngon. Đúng là khi tỉnh lại có chút đói, nhưng nhìn bé con cô cảm thấy xứng đáng vô cùng. Anh chậm rãi chăm sóc cô, cô nghe lời anh ăn hết bát cháo. Cô nhìn anh, thân này anh bế con cho em Em không cúi người khom xuống được Cô muốn bế con quá Trông đáng yêu lắm cơ Cô không thể không cho cô bế Dù sao người thiệt thòi cũng là anh Đợi bé con lớn chút Có thể gửi cho ông bà ngoại Hay là chú hai cậu ba của nó giữ Lúc đó vợ sẽ là là của anh Được bé con trong tay Cô cười tít mắt Cô hạnh phúc mãn nguyện vì đẻ được một đứa bé giống anh Cô mỉm cười mãi Vừa bế bé, bé con trong lòng Đột nhiên nhớ cái gì cô ngừng đầu hỏi Anh đặt tên con là gì Cô ra viễn Cô nghe xong không phản đối gật gù với cái tên này Bà xã này Dù em sinh tiểu viễn rồi Nhưng em không được bỏ rơi anh đâu Anh ngủ sofa 3 tháng cuối thai kỳ rồi đấy Anh nhìn cô lên tiếng nói lại sự uất ức của mình Cô mở to mắt bật cười Nhìn người đàn ông trước mắt Thế mà anh ganh tị với con mình ư Còn sợ cô thương con trai hơn thương anh Đợi xuất viện anh ngủ với em Miễn thì ngủ nôi Thực ra cô biết mang thai tuy cực Nhưng anh lại ôm hết công việc Buổi tối cô giật mình Anh cũng giật mình theo Nửa đêm có khi chạy đi mua đồ ăn cho cô Không thì cô thức không ngủ được Vị không dám chợp mắt dù chỉ một chút Cho nên anh vừa mất ngủ Vừa cứ ngang ngửa cô mang thai Cô thường ngày không hết Sao có thể bỏ mặc anh Lại đây em hôn anh một cái nào Anh kho người hôn vào môi cô Lúc này cơ mặt dã ra vui vẻ nhìn xuống bé con Anh để ý bé con đúng là giống anh thật Đúng là con trai anh không thua kém bố nó tẹo nào Niệm này cảm ơn em cố gắng suốt gần một năm qua Cảm ơn vì yêu anh Cảm ơn anh vì cho em giống tốt nhé Nói xong cả hai bật cười Viện trong tay cô nhẹ nhẹ cua chân cua tay Hình như cũng đang rất vui Gia đình họ ba người, không nhiều, nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu cứ nghĩ sinh được đồng minh cho mình Không ngờ viễn vậy mà làm đồng minh cho nhà chú hai Lục bách hiên của nó và bố nó Có cô nhìn một cái không thèm Hôm nào bị bố mắng thì mới đến tìm cô Những nấu xong bữa tối Chưa thấy hai cha con người nào đó xuống Hai cha con các người có muốn ăn cơm không đây Cô tức giận quát lớn Năm phút sau thì anh bế con đi xuống Hai cha con nhà này không cần đoán cũng biết là vừa chơi game xong Người lớn chơi trẻ nhỏ ngồi xem để không bị mẹ mắng Viễn tụt từ trên tay anh xuống Chạy đến chỗ cô đang ngồi khoanh tay đầy tức giận Đang định leo lên người mẹ Thì thần thẳng tay nắm cổ áo lông thỏ của Viễn nhấc sang đặt cái ghế bên cạnh Còn anh ngồi cạnh cô lích xéo một cái Khi nãy chơi game chẳng phải giao kèo rồi Bây giờ muốn giành vợ với anh à Cha con anh ấy Một lát ôm gối ra sofa ngủ mỗi người một cái Đừng có bước vào phòng ngủ Ơ kìa, tại Viễn ấy Để một mình Viễn ngủ sofa được rồi Anh ôm em ngủ Thần tất nhiên không chấp nhận Lên đổ lỗi cho con trai Viễn nhìn anh Vì anh đổ thừa không khỏi uất ức Mẹ hôm trước có chị kia xin số điện thoại của ba Ba nói con là đa cho số của mẹ Nên không có sợ ạ Nói xong còn thẻ lưới nhìn anh Bên ngoài Lạc Tử và Hiên vừa bước vào Nghe tiếng mắng của nhiễm đầy tức giận Hai cha con các người cút khỏi nhà luôn đi Khỏi cần hỏi cũng biết Thần và Gia Viễn lại chọc nóc nhà của bọn họ Lời này tức giận như vậy Xem ra có chút không ổn Hiên bước vào nhìn ba người Người rửa chén Người đứng khoanh tay chịu phạt Về mặt cháu trai anh vô cùng đáng thương Liếc nhìn anh và cô của nó Lạc tử nhị không được đi đến nhỏ giọng Miễn à có lại cháu giận mẹ à Nhiễm vẻ mặt đầy sự tức giận Cô nhìn ra viễn trước mặt Vừa nhìn thấy cô hai chú hai đến Liền mặc kệ cô phạt Chạy đến ôm lấy chân lạc tử Mẹ con không cho con ngủ cùng Cô có thể cho con ngủ cùng cô được không ạ? À? Viễn giả vờ bày ra vẻ mặt vô tội vạ Muốn ăn nhờ ở đậu nhà lạc tử Hiền nghe đến đây Không thèm đợi lạc tử trả lời Trực tiếp sách viễn Con đừng hòng, ngủ ở nhà con ý Cái khu này căn nào cũng là nhà con Tùy tiện cho một căn đi con Con không được ngủ với vợ chú nghe chưa? Viễn bị chú sách lên một cách gọn gàng Đặt lại vị trí ban đầu đang chịu phạt Tiểu nhiễm này phải phạt, phạt nặng một chút nghe chưa Hiền cố tình nói với Nhiễm Tiểu quỷ này đúng là gan thật Dám đòi ngủ với vợ ông đây Biết bản thân lần này xong rồi Viễn chỉ định nhìn mẹ ăn vạ Mẹ, con ngủ cùng mẹ Không được Thân nhìn Viễn thẳng thừng từ chối lời đề nghị Đột nhiên Viễn xị mặt Không thèm bày ra dáng vẻ khóc lóc Con bỏ nhà đi cho mà xem Mọi người không yêu con Cậu bé trực tiếp nhất bước chân nhỏ đi về phía phòng Gom lấy quần áo bỏ vào ba lô Mọi người trố mắt nhìn đầy tích thú Còn đòi bỏ đi Gan đúng là to chưa Viện mang ba lô nhìn mọi người vẫn đang nhìn mình Nhưng không ai có ý định giữ cậu bé Con bỏ đi đâu Bắt xe về nhà ngoại ngủ với cậu con à Hay đến nhà chú Tư Thành Hay đến nhà chú Bạc Nhiệm nghiêm khắc lên tiếng Nhìn con trai mới lớn bây giờ quậy từ nhà này sang nhà khác Từ ông nội ông ngoại cũng đều chào thua Ngay cả cậu ba thời bác suýt nữa bảo cô mang bảo vật nhà cô về đi vì cậu sắp không chịu nổi hầu nay không biết sẽ bỏ đến nhà nào Con đến vòng con gái chú bạc Viện ung dung trả lời Rồi thẳng thừng bỏ đi Thần có tốt bụng gọi trợ lý đưa con trai đi hộ Hơn nữa vui vẻ Vì hôm nay có thể độc chiếm cô một mình Lạc tử thầm cảm thán liếc xéo hiên Tại anh mà Viễn mới không ngủ với cô nữa Ngay cả cháu ruột của mình cũng ghen Hai chú cháu đúng là đồ bỏ đi Hai người họ đến đưa cho nhiễm bản thảo và hợp đồng cùng trái cây mới mua. Cái này cho cậu, ngày mai tớ với Hiên quay lại Thụy Điển có chút việc. Mà tớ nghĩ cậu nên đón Viễn về đi, nếu không anh Lăng sẽ bị thằng bé xoay cho mòng mòng đấy. Trước khi đi quang lại cho cô một câu xanh dờn, ai mà không biết năng lực con trai của cô đâu. Nhiễm thở dài gật đầu, đột nhiên quay sang người ung dung như không có chuyện gì. Miễn đi rồi đấy, anh đi luôn đi. Đi đâu? Đi vào trong em làm thêm nữa nữa à? Anh cười cười đấy nguy hiểm Rồi lên tiếng lưu manh nhìn cô Nhiễm không nói nổi Cô đi lên phòng không nói thêm một lời Thần đi theo phía sau cô Dù cô treo quần áo Rồi cẩn thận dọn dẹp bà làm việc Sau đó lên giường kéo cô ôm trong lòng Ở Ông đây thà bị cô đánh chết Chứ không ngủ sofa Khó khăn lắm mới có thể tống tiểu quỷ kia đi Bà xã ơi đừng giận Về sao anh không dám nữa Anh yêu em mà anh lên tiếng nữa cút xuống sofa mà ngủ Mì mắt cô nhắm chặt Chán hết đáp lại anh Thần nghe xong im bặt không dám nói chuyện Vì sợ bản thân bị tống xuống sofa thật Nhà bọn họ ba người Bên ngoài nhìn vào hạnh phúc Bên trong cô như muốn phát điên Vì hai người gây họa tối ngày Cho dù vậy con trai vừa thông minh học giỏi ăn nói rất tốt Cho nên cô cũng mãn nguyện Còn ai kia lúc mới sinh Thì chê bai con trai mình Bây giờ nhìn xem Hợp tác với nhau như hai anh em, người hát người đẹp, khi cô thực sự muốn tống hai cha con đi mất. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của bộ truyện dài cũng đã kết thúc rồi. Các bạn cảm nhận thấy như thế nào? Chia sẻ lại cảm nhận dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay khác nữa. Xin chào và hẹn gặp lại.